lừa đảo mà. Trời là chờ lẽ sao lừa đảo. Mua xong thay gì nhà tao ngủ. Không biết bữa nay mọi người có đi chơi gầm không? Nè mọi người. Gì? Bắt gì? 190402. 19 190402. Ê tí, tí kể cái vụ này nè. Cái vụ bị háo bị mất rồi. Nó bụng quá. Trời filter kìa, trời ơi nó nghe cái gì đâu á, cái môi tôi đánh màu đỏ đắt mà nó ra màu cam cháy. Hoa Thả, hello hello Tuệ Phương, hello Đặng Thị Diễm Trinh, hello Cục Vàng, hello mọi người, hello mọi người. Mọi người ơi, vào xem like thấy em cho em xin một nút thả tim, một nút chia sẻ nha mấy bà yêu ơi. Quá trời hôm nay đồ đẹp mọi người. Em mới up hình nhá trước mọi người thấy không? Vô bay em thấy liền ha. Mới up hình nhá trước cho mọi người đó, rất là xịn luôn. Chuẩn bị nhận được đồ của chị shipper mới gọi lúc nãy à. À Đinh Thị Cẩm Tú nhận hàng xong nhắn tin cho chị nha Cục Vàng. Hello mấy bà nha. Mọi người hôm nay mọi người có đi đi chơi không? Mọi người có đi chùa không? Có đi chùa cúng không mọi người? Đi hôm nay là nhà hôm nay là gầm đó, mọi người có đi chùa không? Hello mấy bà vô đây chia sẻ giùm em nha mọi người. Thấy em chăm xin một lượt chia sẻ nha. Hôm nay phải đẩy mạnh chia sẻ lên nha mấy bà ơi. Em tặng hôm nay đầu like lúc nào cũng tặng quà cho mấy bà cho nó hàng rất là đỉnh luôn. Hàng đi chơi chơi ở hàng hôm qua là dùng đơn với hôm nay. Hàng hôm qua em dùng đơn với hôm nay nha mấy chơi. Chiều nay là đi hết đó. Hello mấy bà. Rồi vô xem like thấy em chấm một cái nha mấy bà. Chấm vô comment để không bị ẩn comment nha mấy bà yêu ơi. Rồi chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Dồn với đơn hôm qua đúng rồi như ý ơi, đúng rồi em. Rồi. Rồi, chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Xin cho hàng thiết kế 220.000 luôn em tặng nha. Em tặng cho mọi người nha, nhưng mà phải có lượt chia sẻ nhiều nhất giùm em nha mấy bà ơi. Rồi, bây giờ em sẽ coi nha mọi người để xem là được bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Phải chia sẻ mới được nha mấy bà ơi. Rồi ok chưa? Rồi chia sẻ giùm em, đẩy view lên giùm em mấy chơi, đẩy view lên giùm em. Rồi chia sẻ giùm em. Ai có lượt chia sẻ hội nhóm và trang cá nhân nhiều nhất nha mọi người, tí xuống like em tổng lại. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng cái chiếc váy này nha mọi người ơi. Nhớ nha, chụp màn hình lại giùm em nha mọi người. Chiếc váy này em tặng cho mọi người nha. Hàng cao cấp đó mọi người ơi, 200 mấy chục nghìn em tặng luôn. Váy rất là xịn. Nhưng mà phải chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em, trang cá nhân và hội nhóm nha. Rồi ok chưa? Thấy em chưa mọi người? Thấy em vô thấy like của em cho em xin một cái comment để em thấy mọi người nha. Rồi chia sẻ mạnh tay lên giùm em để em kiểm tra lượt chia sẻ. Nhớ nha mọi người, chia sẻ nhiều nhất giùm em nha, trang cá nhân và hội nhóm nha. Đẩy view lên giúp em, hôm nay hàng rất là nhiều luôn rồi. Hàng đẹp cực kỳ, hôm nay thật sự khui hàng ra là mê liền. Hàng rất là đẹp, cái này là em tặng. Em tặng cho bà nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nha, nhớ nha, chia sẻ nhiều nhất thì nhận nha mấy bà, hàng đẹp lắm. Rồi chờ em chút nha, để em kiểm tra lượt chia sẻ. Vô tay không được đâu nha, mạng yếu đây. Rồi ok, thấy rồi. Rồi. Rồi hello, rồi hello mọi người. Thấy em chấm bài cái nha Cục Vàng ơi. Rồi, vô hàng lên hàng luôn ha mấy bà ơi. Nhanh nha mấy bà, tại vì hôm nay hàng nhiều em lên nhanh á, em lên hơi nhanh á. Hàng rất là đẹp luôn, để nhá cho mọi người xem tí mấy cái hàng đẹp. Cực phẩm không luôn mấy bà ơi, hàng hôm nay rất là đẹp. Cái gì xíu đẹp. Đây tí em lên hàng cực kỳ xịn luôn. Rồi chia sẻ giùm em đi, tặng quà đầu like cái, tặng hàng đầu like cái đã. Rồi thấy em nha Văn Ngô, thấy em. Rồi ok, đơn hôm qua là hôm nay chuẩn bị đi đó mấy bà. Rồi vô luôn nha mấy bà ơi. Thấy em nha. Rồi cho chị xin cái ghế để đây em đó. Cho xin
Rồi chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha mấy bà ơi. Chia sẻ giùm em nha, chia sẻ vào các trang hội nhóm càng nhiều càng tốt giùm em nha mọi người ơi. Cuối live em tổng lại, ai có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em tặng cái váy này nha mấy chế. Hàng cao cấp giùm em nha. Cầm 200 mấy ra shop mua thì thôi, đây mọi người tương tác chia sẻ mạnh tay lên đi, em tặng cái váy này cho mọi người nha. Ôi ôi thật sự cái form của nó rất là đỉnh luôn mọi người, nhìn cái tay nè. Đó, cực cực phẩm chưa mọi người ơi. Đây, hàng của nó nè mọi người. Cao cấp dữ lắm, em tặng luôn. Đó, 200 mấy tụi mình tặng cho mọi người luôn ha. Rồi giờ lên hàng nha mấy bạn. Lên hàng nha, hôm nay hàng đẹp lắm. Bà nào sỉ hôm nay là trang ái luôn nha. Hôm nay bà nào sỉ á, chốt hàng đã thai luôn, về bán đã luôn. Đó rồi con. Rồi ok, hôm nay là dòng đơn, với hôm qua là đi đơn luôn á bà. Cái này để dưới đất thôi mấy đứa ơi, để hả? Rồi đầu like chốt cho mọi người cái set cao cấp này, cho em xin mã là set cao cấp nha mấy bà. Em bán luôn 49k, chỉ bán đầu like nha, chỉ bán đầu like cái set này 49 nha. Cầm 150 ra shop mua không có, cầm 150 ra shop mua không có, em tặng luôn 49. Comment liền giùm em mã là set cao cấp 49k cộng đã chia sẻ, phải có logo người chia sẻ mới đọc chút đơn. Set cao cấp giùm em 49.000 cộng đã chia sẻ giùm em. Set cao cấp 49k cộng đã chia sẻ nha. Set cao cấp 49.000 cộng đã chia sẻ giùm em. Rồi, cho em xin mã là set cam 49k cộng đã chia sẻ nha mấy chế. Phải có đã chia sẻ mới được chút đơn nha mấy bà ơi. Nha, hàng đẹp lắm, phải chia sẻ mới được nha. Rồi, cho em xin mã là set cam 49.000 giùm em. Hàng này người ta bán 150 không mà mấy bà ơi. Em bán 49.000 nhưng mà phải chia sẻ mới bán nha. Set cam và set cao cấp, mọi người comment đúng mã giùm em nha mấy bà yêu ơi. Ôi ôi mọi người, xịn chưa? Váy thiết kế giùm em nha mấy chế ơi, 59k giùm em nha. Ờ mọi người ơi, con váy này cầm 200.000 cái shop mua không được luôn đó mấy bà. Nhìn cái form nè, nhức nách ghê luôn á. Váy xịn giùm em hay là váy thiết kế nha mấy chế, 59.000 giùm em nha. Trời ơi, form váy lên hơi bị tung dáng luôn á trời. Váy giùm em nha, 59k hơi bị tung dáng luôn đó mấy bà. Set cao cấp 49k cho thu lại. Mọi người comment cho em xin mã là chân váy xịn nha mọi người. Chân váy xịn giùm em nha, khóa kéo mọi người gấp đỉnh luôn. Chân váy xịn giùm em bán luôn cho mọi người 59k. Chân váy 59.000 nha mấy bà ơi, form rất đẹp luôn á mọi người. Đây, bên trong nó sẽ có một cái lớp lót quần cho mình nha. Chân váy xịn giùm em 59k. Ok chưa? Chân váy xịn 59 cộng đã chia sẻ giùm em. Chân váy 59 cộng đã chia sẻ. Rồi, cho em xin mã là quần đùi xịn 45k nha mấy bà yêu ơi. Hôm nay bà nào mà sỉ hết nhập hàng gốc rẻ luôn. Đa số là hàng cao cấp, hàng Quảng Châu không mà em bán có vài chục ngàn à mấy bà. Đó, cho em xin mã là quần đùi xịn nha, 45k. Chân váy 59 cho Nguyễn Nhi. Bà nào hôm nay mà sỉ là chân ái luôn á trời. Cái set vậy nè, người ta bán 150, 180. Rồi em chốt luôn cho mọi người 65.000, comment mã set hồng 65k, vải đúng đỉnh luôn nha mấy bà. Phơm vải nè mọi người, nhìn xem nào, phơm vải cực kỳ xịn giùm em luôn, 40-58kg quay lại vừa nha. Set hồng giùm em 65k. Hồng 65 cho Bích Nhi. Rất đẹp luôn á mấy bà. Rồi hôm nay hàng rất nhiều. Rồi cho em xin mã áo thun nâu cao cấp, em bán cho mọi người 59.000 nha. Đây, thun nâu cao cấp giùm em, có mỗi mẫu có một cái thôi à mấy bà ơi. Mẫu có một cái à. Thun nâu cao cấp giùm em 59k, rất rẻ luôn. Thun nâu cao cấp giùm em nha mấy chế, 59.000 giùm em. Thun nâu cao cấp nha mấy bà ơi. Ôi ôi, áo Barbie hôm qua nè mọi người. Mọi người săn quá trời săn luôn. Em bán cho mọi người 65. Comment mã giùm em là len hồng 65. Len hồng 65 giùm em nha. Khách mới kèm số điện thoại giùm em nha, chị Quỳnh Nguyễn nè. Rồi mọi người ơi, khách mới kèm số điện thoại giùm em để em chốt đơn nha mấy bà ơi. Rất là xịn luôn á, len hồng giùm em nha, 65k. Len hồng nha mấy chế, 65.000. Sỉ đã 120 rồi đó mấy bà. Sỉ 120.000 rồi đó mấy bà ơi, con áo này hot lắm. Len hồng 65 giùm em. Rồi xám xịn giùm em luôn, chốt luôn giá 59k. Hàng cao cấp giùm em nè mấy chế nè. Đó, rất là xịn ha, cham giùm em luôn cao cấp. Cho em xin mã là xám xịn nha mấy chế ơi, 59k tay dài luôn, rất đẹp, rất xịn. Xám xịn giùm em 59.000, xám xịn 59k. Len hồng 65 cho Thu Trang. Xám xịn 59.000. Ồ, váy nhung 100k luôn, váy này 180.000 nè, tặng luôn cho mọi người 100.000 trên like nha mấy chế. Ờ, con váy này hơi bị sang, rất sang luôn mấy bà nè, cực kỳ sang cho em luôn. Nhung đen 100.000,
Trời ơi, ghẻ trắng đậm luôn mấy bà ơi. Đây, ở phía sau của nó có dây kéo, rất là đỉnh nha. Rồi cho em xin mã là váy đen 100k có mút ngực luôn. Ơi mọi người mặc lên nó hết cái ngực cực kỳ luôn. Mọi người nhìn cái ngực nó siêu tròn luôn nha. Váy đen giùm em 100.000. Set dạ nè mọi người, 95. Set dạ giùm em nha. Set này em bán 220 ở shop, mọi người sale luôn 95k. 220 ở shop sale luôn 95. Trời ơi, set này hơi bị đẹp luôn mấy bà. Set dạ giùm em nha, 95k. Nhận hàng là mê liền nha, xếp giả 95 dùm em. Đây, form quần cực kỳ xịn cho em luôn. Xếp giả 95 dùm em. Váy đen 100 cho Nguyễn Thị Mỹ Phụng. Quá trời xịn luôn á bà. Đây, xếp giả dùm em nha, 95.000. Siêu rẻ luôn, rẻ nhất thị trường luôn mọi người. Em bán quá trời rẻ luôn mấy bà ơi. Rồi, chia sẻ mạnh tay lên, tặng cái váy 220 ngoài sau nha mấy chơi. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cái váy ngoài sau nha mấy chớ. Chia sẻ lên hội nhóm giùm em đi. Thấy trang nào bán hàng nhiều nhiều á, chia sẻ lên đặt giùm em đi mấy chớ. Xếp dạ 95 cho Ngọc Thúy. Rồi cho em xin mã là áo cao cấp nha, em bán luôn 59.000. Áo cao cấp trắng nha mọi người, 59k. Không tin thiệt quá mọi người, giá này quá trời rẻ rồi. Cao cấp trắng giùm em nha, 59.000. Đây form nè mọi người, xuất sắc thật sự, cao cấp trắng 59.000 giùm em. Cái set em đang mặc là 95.000 nha mấy chớ, hàng Quảng Châu nha mấy chớ ơi, form rất là đẹp luôn. Comment mã set em mặc 95k. Set em mặc 95 nha. Rồi cho em xin mã là trắng nha mọi người, khung trắng cao cấp giùm em luôn, 49.000 luôn chi ăn đi. Hàng này hàng da ga nha mấy chớ, rất đẹp. Rồi cho em xin mã trắng 49k là có đơn nha mấy chớ ơi, hàng da ga rất đẹp luôn. Áo cao cấp trắng cho Diễm Kiều. Rồi, chốt mã trắng giùm em 49.000 là có đơn. Quá trời xuất sắc rồi mọi người. Cái set ta đang bán 120.000, em chốt luôn cho mọi người 65 nha, ok chưa? 65.000 cái set này nha mọi người. Ôi ơi, vải của nó đúng đẹp luôn á nè ơi. Set ngố giùm em nha, nguyên cái hình này của nó là thiêu luôn. Em nhập tới 95.000 set rồi mấy bà ơi. Chốt liền giùm em set trắng nha mọi người ơi, 65k. Set trắng 65 chỉ bán đầu like thôi mọi người, tương tác nhiệt tình lên mới bán giá này nha. Trắng giùm em 65k. Khung trắng 49 cho Diễm Kiều. Rồi, set trắng 65 giùm em đi mấy bà, rất xịn. Quá trời ơi, xuất sắc chưa? Cực kỳ đẹp luôn á mấy bà. Cho em xin mã hồng nha, 65. Trắng 65 cho Bích Nhi. Rồi mọi người, cho em xin mã là áo len hồng Quảng Châu 65. Quần đùi của nó là size ớt. Một set này siêu đẹp luôn mọi người. Quần đùi em chốt luôn 59.000 đi. Quần đùi size ớt 59 nha. Áo hồng này 65, hồng Quảng Châu nha mấy chơi. Áo này là áo hồng Quảng Châu giùm em nha, 65k. Quần đùi 59.000. Trời ơi, một set nè mọi người. Xinh xỉu luôn á mấy bà, chốt một set này đi mặc xinh xỉu luôn á. Áo len hồng giùm em 65, còn quần đùi. Quần đùi là 59k nha. Len hồng 65, quần đùi 59 nha. Quần okay, đùi 59 cho Diễm Kiều. Ok, trời ơi cái len hồng đó bán tới 120.000 đó mấy bà. Hàng rất đẹp. Rồi, cho em xin mã là gấu đen nha mấy bà yêu ơi. Gấu đen giùm em thun cao cấp nha, mấy bà nhìn xem cái chất đi rồi mình chốt đơn nha. Đây, quá trời đẹp luôn. Rồi chốt liền giùm em thun đen nha mọi người, 59k giùm em đi. Trời ơi form nè mọi người, chất nó siêu đẹp luôn á, chất rất xịn. Cho em xin mã thun đen 59k. Quay cái quạt qua đây cho chế thôi. Thun đen nha mấy chế, 59.000 nha. Hàng nè mọi người, chất rất là xịn luôn. Đen 59k giùm em là có đơn. Đen 59.000 nha. Quá rẻ luôn. Rồi cho em xin mã là áo thun nha mọi người, 39k là mình có đơn luôn. Thun sọc 39.000 có đơn liền nha mấy chế ơi. Chia sẻ mạnh tay lên nha, ai có được chia sẻ nhiều nhất em tặng cho mọi người con váy này, ok chưa? Con váy này rất là xịn nha mọi người ơi. 120.000 luôn, em tặng cho mọi người luôn nha. Đó, rất xịn. Chia sẻ giùm em lên trang cá nhân hoặc là hội nhóm nhiều nhất giùm em nha. Tổng lại bà nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em mới tặng nha mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã là áo sọc 39k một cái à. Áo sọc 39.000. Rồi, ơi con váy này thấy cưng quá mấy bà ơi. Ơi váy này thấy cưng quá à. Bầu biết con trang thoải mái giùm em nha. Comment mã giùm em là váy trắng nha mọi người. Em chốt cho mọi người với giá là váy trắng, chốt cho mọi người giá 60k luôn nha. Ok chưa? Váy trắng 60 nha, váy này rất là xịn. Thấy em nha Kim Ngọc ơi. Đây mọi người comment mã giùm em là váy trắng 60, bấm cho nó quay á, đừng có đứng một chỗ. Váy trắng 60 nha mọi người ơi. Đây, rất đẹp luôn á, bầu bí con trang thoải mái giùm em, thấy cưng lắm luôn. Rồi cho em xin mã là váy trắng 60.000. Váy trắng 60 giùm em nha, hàng đẹp nha mấy bà. Váy trắng 60. Set gấu dài, set này người ta bán 150 nè mấy bà.
Em chốt luôn cho mọi người 65 nha. Comment liền giùm em con này là set gấu 65.000. Set gấu nha mấy bà ơi, 65k nha mọi người ơi. Hàng chất của nó là chất hung thái nha mọi người ơi, chất siêu co giãn giùm em luôn. Set gấu 65.000 nha. Ok, set gấu 65 giùm em nha mấy chị ơi, hàng đẹp lắm luôn. Gấu 65 một set thôi. Gấu 65 cho Bích Nhi. Ok. Rồi. Ôi, con méo hàng Quảng Châu. Phơn Quảng Châu luôn, con này bán 130, 140 gì nè, chốt luôn cho mọi người 60. Comment mã giùm em là áo be 60 nha mọi người. Áo be giùm em 60, con này hàng Quảng Châu tới 140.000 rồi. Rồi cho em xin mã là áo be 60k. Vải rất đẹp luôn, vải đẹp hơn hàng cô Tông Khô nha mấy bà ơi. Đây, kiểu mặt nhung á mấy bà, rất là mịn luôn. Cho em xin mã là áo be 60k. Áo be 60 cho Lê Thị Ngọc Quyên. Cho em xin mã là set tím nha mọi người ơi, 60.000. Vải rất là xịn nha mấy bà. Set tím giùm em nha, 60k. Trời ơi, set này người ta bán 180.000 thôi mấy chị ơi, không ai bán 60.000 đâu. Set tím 60 giùm em nha mấy bà ơi. Set tím 60 nha. Có nha Lê Nhi ơi, có bị dâm nàng ngắn lên chút chứ lên cho. Cho em xin mã là set tím nha, 60.000. Set tím 60k. Tím 60 cho Bích Nhi. Mọi người, nhìn cái chất cái đi mọi người ơi. Trời ơi, cái chất của nó quá trời đỉnh luôn á mấy bà. Cho em xin mã set trắng nha, 65.000. Ôi, cái chất như hàng 230, 240 vậy mọi người ơi. Nó mát lạnh mà nó xịn lắm, nó dày giả mang luôn. Trắng 65 giùm em nha, có con set à mấy bà ơi. Vải đẹp cực kỳ luôn á. Nào, phơm quần, nào, phơm áo nè mọi người. Rất là mê luôn. Trắng 65 giùm em nha. Trắng 65 cho Kim Anh. Ok, vải rất là xịn. Rồi, cho em xin mã set trắng này 49k luôn nha mấy chơi. Đây, rất là xịn luôn nè mọi người ơi. Phơm quần ngố nha mấy bà ơi. Đây, set trắng 49.000 giùm em. Chi ăn lâu lâu chi ăn 1-2 set giờ. Giá rẻ giùm mọi người ơi. Chút liền đi, thật sự set này 100 mấy á, mọi người không có rẻ hơn đâu. Trắng 49 giùm em nha mấy bà. Đây, phơm rất đẹp luôn. Trắng 49 là có đơn à. Trắng 49 cho Bích Nhi. Hai con áo hãng cao cấp luôn nè mấy chơi. Em sale luôn cho mọi người 59.000 con nha. Nâu 59 và xanh 59 giùm em nha mấy chơi. Nhìn xem nè mọi người ơi, nhìn xem cái chất của nó nè, nó xịn như hàng local vậy mấy bà ơi. Nguyên cái chữ này của nó là nó dập phòng bên nổi lên luôn, rất là xịn. Rồi em có màu nâu với lại màu xanh, comment mã nâu và xanh giùm em 59.000. Mặt rất đẹp nha mấy bà nào mà thích áo phông chốt như hai con đi thật sự. Vải đúng giày luôn á, cầm 200.000 mua không được, không được cái chất này nha mấy chơi. Vải nè cực kỳ xịn cho em luôn. Rồi cho em xin mã là áo trắng, áo nâu hoặc là áo xanh giùm em nha mấy chơi. 59k con áo xanh hoặc nâu 59.000 giùm em. Áo xanh hoặc nâu 59.000 nha. Ôi, set ngố cam giùm em nha mấy bà ơi. Cái set này hot cực kỳ hot luôn mọi người. Em chốt luôn cho mọi người giá 59.000. Set cam giùm em 59k nha mọi người. Đây, phơm cực kỳ xịn ha. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Set cam 59.000 giùm em nha. Set cam 59.000 nha mấy chơi. Đây, phơm rất đẹp luôn. Cam 59 giùm em. Set cam 59 cho Trần Thị Thanh Tâm. Xanh 59 cho Lê Nhi. Ok, có luôn rồi. Rồi cho em xin mã quần đùi xịn 45k. Quần đùi này em bán quá nhiều rồi mấy chơi. Rất đẹp luôn á mấy bà ơi. Đây cái quần của nó nè. Đó, nhức nách cho. Quần 45.000 nha. Đây phơm nè mọi người. Cực kỳ xịn. Quần đùi 45.000. Chị nào mới vào xem live cho em xin một lượt thả tim, một lượt chia sẻ nha mấy chơi ơi. Chia sẻ nhiều nhất giùm em nha. Đây cuối live tổng lại. Bà nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nhận được cái váy 220.000 nha. Váy không đồng nha mấy chơi, tặng không đồng luôn. Cái váy đó rất là xịn đó mấy bà. Quần đùi giùm em nha, 45.000 có một cái nè. Quần đùi 45.000. Ừ mọi người. Mọi người ơi, rất là đẹp luôn á mọi người. Cái chất quá trời đỉnh rồi. Trắng giùm em nha mấy chơi, 60.000. Mấy con áo này mặc xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á mấy bà ơi. Trắng giùm em nha, 60k. Trắng 60 giùm em nha mấy bà. Đây, phơm nè mấy bà ơi, cực kỳ chất luôn, ngầu lắm. Trắng 60. Trắng 60 giùm em. Quá đẹp, quá đẹp luôn. Set cam 65 giùm em nha mấy bà. Set cam 65 giùm em, set này người ta đang bán 180.000 nè. 180.000 nè, chốt luôn cho em set cam 65k. Set cam nha mấy chơi, 65.000 giùm em. Ở ngoài màu cam rất đẹp nha, lên like nó chả lắm. Rồi cho em xin mã set cam 65k. Cam 65 cho Bích Nhi. Ok. Rồi em còn set cam nhưng mà nó là ngắn. Mẫu này nó ngắn, em chốt luôn cho mọi người 60. Quần ngắn nha, 60. Quần này là quần ngắn, em chốt luôn 60.000. Set cam 60k giùm em. Ủa, cái hình in của nó mát gửi luôn á mấy bà.
Set cam 60 nha, cái này là quần ngắn, quần ngố. Cam 60 giùm em, quần ngố. Ôi ôi, cái thun nè. Thun xịn giùm em nha mấy chớ ơi, 60 nghìn. Thun xịn 60k giùm em nha. Nguyên cái chữ này của nó là nó ma vô luôn á mấy bà, cực kỳ hot luôn á. Nè, rất xịn. Rồi cho em xin mã thun xịn 60 nghìn. Thun xịn 60 giùm em nha, form quá trời đẹp. Thun xịn 60 nghìn nha. Set cam 60 cho Anna Thiết. Rồi một cái con quần loe cao cấp nữa. Con quần loe cao cấp luôn mấy bà ơi. Con quần loe này hàng legging nha mấy chứ. Hàng này mua không dưới 150 luôn. Em tặng luôn cho mọi người 60 nghìn con quần loe này, size M. Quần size M 60k giùm em. Form rất đẹp luôn mọi người, mặc chúng cái áo thun nè, cực kỳ xịn ha. Quần loe 60 giùm em nha mấy chứ. Quần loe 60 còn áo đỏ là 59k. Loe 60 cho Như ấy. Chốt thêm cái áo này đi bà. Đẹp lắm luôn á, hạnh xét nè. Mặc rất là xịn luôn. Áo đỏ giùm em 59 ngàn nha, nhận hàng là mê liền. Cái áo như hàng local vậy mấy bà ơi. Nguyên cái chữ này của nó là phồng lên luôn á nha. Chốt liền giùm em mã đỏ nha mọi người, 59 ngàn vải đúng đẹp luôn mấy bà. Đỏ giùm em nha, 59k. Đây, form áo đỏ giùm em nha, 59 ngàn. Rất xịn nha. Cực kỳ xịn giùm em nha. Cận chất cho mọi người xem nè. Nó như hàng local nha. Rất dày, rất đẹp luôn á mấy bà. Đỏ giùm em, năm mới mặc màu đỏ cho may mắn mấy bà ơi. Đỏ đi 59k. Wow, xuất sắc chưa? Đẹp chưa? Set thiết kế nha mấy chị ơi. Em chốt luôn cho mọi người 65 nha. Bà nào săn được cái set này may mắn nhất ngày hôm nay luôn nha. Set thiết kế 65 giùm em. Áo có dây tăng đưa giùm em luôn, mặc lên một phát là như hot girl nha mấy bà. Rồi chốt mã giùm em là set nâu 65k. Ok như ý nha. Rồi, ok mọi người chốt liền giùm em đi mấy bà. Set nâu giùm em nha, 65. Mặc lên phát là siêu đẹp giùm em luôn nha mấy bà ơi. Đây quần có túi có khóa kéo giùm em luôn. Áo thì có dây tăng đưa có khóa kéo ở trước giùm em nha, rất là xịn. Có vút ngực áo luôn mấy bà ơi. Set nâu giùm em nha mấy chế, 65 ngàn. Set nâu 65 giùm em nha. Nâu 65 giùm em. Nâu 65 cho Thu Trang. Ok. Rồi, ôi cái set này giả đẹp quá luôn mấy bà ơi. Set gấu giùm em nha, 65k mọi người nhìn xem nè. Mọi người xem cái gấu này của nó là mọi người, mặc không biết bao giờ nó hư cái set này luôn mọi người. Không bao giờ, không bao giờ bị xù, bị nhão gì chưa mấy bà. Chốt liền giùm em mã set gấu 65k. Set gấu 65 cho Bích Nhi. Ok, Kim Anh đi chung với Đơn Lego cũng được, ok em. Rồi, cho em xin mã là áo len. Áo len giùm em nha mọi người. Áo len em chốt luôn cho mọi người 59 ngàn nha. Len Quảng Châu giùm em nha. Mấy bà mít chung lại quần đùi rất là xinh. Quần đùi thì em bán cho mọi người 55k. Quần đùi 55, còn áo này là 59 nha. Áo len 59, quần đùi 55. Chốt liền đi mấy bà. Em 59 cho Trần Thị Thanh Tâm. Len phải không? Ừ. Rồi, quần đùi giùm em. Quần đùi 55 ngàn, cái quần này siêu đẹp luôn mấy bà ơi. Cái quần này cầm 120-130 mua nè mấy bà ơi. Phân quần thấy cưng lắm luôn á. Quần giùm em nha, 55 ngàn. Cái phân quần này rất là xịn luôn á. Nào, mát xịn giùm em. Hàng này hàng chất không phải là hàng lỗi gì đâu mấy bà ơi. Quần này rất là đẹp. Quần giùm em 55 nha. Quần 55 cho Hồng Hạnh. Áo còn bài si rồi mấy chế, rất là đẹp ha. Áo hẳn giùm em luôn, 59k. Mã đỏ 59 giùm em đi. Rất xịn. Đỏ 59 giùm em luôn nha. Cực kỳ đẹp. Trời ơi, có quần nào để phối không? Áo đỏ 59 nha. Ôi cái đỏ này quá trời đẹp rồi. Đỏ 59. Đỏ 59 cho Trần Thị Thanh Tâm. Trời ơi, bà nào sĩ á, thật sự. Bà nào mà sĩ bán tốt, chốt ngay sáng này giùm em cái nha mấy chế. Trời ơi, set này giờ mấy bà bán 150 giùm em đi mấy bà ơi, rất là đẹp luôn. Rồi cho em xin mã set gấu 65. Set gấu 65 giùm em nha. Bà nào bán tốt chốt ngay liền, set này giờ bán giùm em 150. Gấu 65 liền đi mấy chơi, hàng vải đẹp, giá mang đẹp luôn. Set gấu 65 nha. Thanh Tâm ơi, chốt set này đi cục vàng ơi. Rất là đẹp luôn. Set 65 cho Bích Nhi. Rồi, trời ơi, cái set này chân ái luôn rồi mấy bà. Set này siêu đẹp luôn. Áo lông này mọi người nhớ em bán nhiêu không? Mọi nhớ em bán không? Em bán như là 100, 120 gì đó. Rồi sale luôn cái con áo lông Quảng Châu này 60. Cái chân váy này 60. Một set 120 ngàn, mặc lên một phát là siêu xinh luôn mấy chế. Chân váy xịn 60, còn áo lông 60 luôn nha mấy bà ơi. Rất đẹp cái set này luôn, 40-58kg mặc vừa giùm em nha. Rồi cho em xin mã là áo lông 60, chân váy 60. Áo lông 60 cho Nguyễn Nhi. Ok, chân váy cao cấp luôn nha mấy chế, 60 nghìn giùm em. Đây, dây kéo phía sau giùm em nha, hàng đẹp lắm luôn. Hàng này rất xịn, thật sự. Vải cực kỳ đẹp nha mấy bà. Chân váy nâu giùm em 60 nghìn. Chân váy nâu 60. Xích dạ này 240 nghìn nè, chốt luôn 99k.
Comment liền giùm em mã set giả 99 nha. Set giả 99k giùm em. Set giả 99 nha, mấy chơi riêng cáo nè, mọi người mua nhiêu? 170-180 nghìn rồi phải không? Che gu là gì vậy? Giờ là sao? Là sao cục vàng. Đây mọi người, cái phông quần nè, đẹp chưa? Màu hồng, ở ngoài màu hồng rất là xinh. Set giả 99k giùm em, riêng cái áo này mọi người mua 180 nghìn rồi mấy bà. Cả set luôn 99 ngàn. Săn được cái set này rất lời luôn, rất đẹp nha mấy bà. Vải cực kỳ xịn giùm em, set giả rất là đắt tiền đó mấy bà ơi. Giả cực kỳ mắc nha mấy bà, hàng cao cấp lắm. Giả giùm em 99k. Giả 99 cho Bích Nhi. Ôi, phông quá trời đẹp luôn á. Hết luôn rồi, đầm trắng ngoài sao em tặng nha mấy chế, không có bán đâu. Bà nào muốn mua cái đó thì cái này đâu còn nữa phải không, có cái được không? Cái này có một cái à, bà muốn nhận được cái váy đó thì phải tương tác chia sẻ mạnh lên của Lan tặng. Ơi mọi người, ở ngoài nó là màu xanh gil mọi người, trắng nha cực kỳ luôn. Đây, comment mã giùm em là set gil chốt luôn 69k nha. Cái set này riêng em mua cái set này là 220 nghìn rồi mấy chế. Tặng luôn cho mọi người 69 ngàn cặn chắc đi. Xem cặn chắc đi, màu gil ở ngoài rất là đẹp. Đây đây đây, cái màu này nó mới chuẩn nè. Đó đó đó, màu gil ở ngoài rất là xịn. Set chế mặt nhiêu cơ? Set chế mặt 95. Set này chế mặt 95. Phan Thị Hà Vi có số điện thoại cho em ạ. Phan Thị Hà Vi khách mới chưa có số điện thoại, chưa để đơn được nha, lên kèm số điện thoại mới có đơn được. Rồi. Cho em xin chọn cái màu nâu này để đưa gần đây coi nó ra màu nâu đúng không? À đây, đây à. Đưa gần nó sẽ ra đúng màu, chuẩn màu ha. Rồi. Gil 69 cho Lam Lan. Cho em xin mã set gấu nâu nha mọi người ơi, em chốt cho mọi người 65k. Set polo mà cả con gấu này nó thiêu vô vậy nè mấy bà, rất là mắc tiền nha. Cho em xin mã là set nâu 65k giùm em. Vải đúng đẹp mấy bà ơi, mê luôn, vải mê luôn á. Nâu 65 giùm em nha, hàng này không có rẻ hơn đâu mấy bà. Nâu 65 cho Ngọc Linh Nguyên. Rồi cho em xin mã là set set đen nha mọi người. Set đen nha, set này chốt cho mọi người với giá là 60k đi. Rồi cho em xin mã là set đen 60 nghìn nha mấy chế. Cái set nâu em mặc là 95 mấy bà ơi, hàng Quảng Châu rất là rất xịn luôn. Em rất là ưng nha mấy bà, đây cực kỳ đẹp luôn cái vải nè mấy bà ơi, mát rưỡi à. Đẹp lắm. Rồi chốt set em mặc thì comment mã set em mặc nha mọi người 95k. Còn cái set em đang cầm nha mọi người 60 nghìn, vải rất là đẹp. Set đen 60k giùm em nha mấy bà ơi. Phơm nè mấy bà. Lên phơm một phát là ưng ngay rồi mấy bà ơi, cái quần nó dễ thương lắm luôn á. Rồi cho em xin mã set đen 60. Bán rẻ nhất Facebook rồi mấy bà yên tâm đi. Cho em xin mã là set đen nha, 60 nghìn. Đây, cái phơm quần cực kỳ baby luôn, cực kỳ thấy cưng luôn mấy bà. Set đen 60. Rồi cho em xin mã thun hãng nha mọi người. Đây, cham luôn nè mấy chơi, siêu hot luôn. 59k giùm em. Nhận hàng cho xin cái Facebook nha mấy chơi ơi. Hàng không đẹp đừng mua nữa ha mấy bà. Hàng phải đẹp mới bán nha. Đây, phơm của nó nè mấy bà ơi, cực kỳ xịn luôn á. Cho em xin mã đen nha mấy bà, 59k. Áo cham mọi người mặc lên siêu ngầu, siêu chắc luôn mấy bà. Thun này là thun hãng nha mấy bà ơi. Vải nè, nó set đen 60 cho Ngọc Huỳnh. Cực kỳ xịn luôn. Rồi, sao hết thấy comment rồi mấy bà. Rồi cho em xin mã là áo đen 59.000 giùm em, phơm nè mọi người, rất là xịn. Áo đen 59k. Rồi, áo trắng 59k giùm em luôn. Mai Hương ơi, cái này nó xịn hơn thun 3158 nữa em. Thun 3158 thì còn lắt nhắt lắm. Mấy cái áo này nó cao cấp hơn thun 3158 nha mấy bà. Hàng vải rất là đẹp nha. Đây, comment mã trắng giùm em 59.000 để mấy áo này nè mọi người xem cái phơm nè. Như mấy cái áo local mọi người mua sao, cái áo này nó vậy nha mấy chơi. Thật sự em mặc cái local rất là nhiều. Mấy con áo này thật sự nó hơn cả hàng local em mua luôn. Trắng 59 nè. Trắng 59 cho Loan Bùi. Rồi, cho em xin mã là áo kiểu màu gil nha mấy chơi. Áo kiểu màu gil đây, đưa gần cho mọi người xem. Cái áo này mà chung với lại quần tất ta một phát là ưng ngay liền. Em có màu trắng với lại màu gil em chốt luôn 45k. Trắng 45, gil 45 giùm em nha. Mặc với lại quần ống rộng cũng xinh, quần ống rộng màu đen á, đẹp giá đang đẹp luôn, hoặc là quần tất ta quần tất đùi tất ta siêu xinh luôn. Rồi chốt luôn nãy bán giá nhiêu? 45k, trắng 45 hoặc là trắng 45 hoặc là gil 45 giùm em nha. Trắng 45, gil 45. Em like giờ này nữa là tí em tổng đơn là đi đơn luôn á mấy bà, là không có dòng đơn tối nữa, tối nay không có like. Rồi cho em xin mã lên Quảng Châu. Mọi người ơi, hôm qua chốt cái len màu xanh, hôm nay em còn màu hồng mọi người. Len Quảng Châu giùm em liền đi 55k, hàng siêu đẹp nha mấy chế. Hàng rất xịn luôn, quá trời hôm nay set đẹp rồi mấy đồ ơi. Set đồ rất là đẹp luôn. Len giùm em nha, 55k, vải cực kỳ đẹp luôn mấy bà. Mặc cái áo hai dây ở trong cũng xinh nữa mấy bà ơi. Len 55k giùm em nha. Len 55 ngàn.
Mã len 55k giùm em. Rồi lên tiếp. Tiếp hàng đẹp không luôn. Đầu hôm nay rất đẹp rất nhiều. Chia sẻ giùm em nha mấy bà ơi. Chia sẻ ai có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cái váy ngoài sau nha mấy bà. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Rồi ok, cho em xin mã set trắng luôn 55k. Set trắng 55.000 giúp em nha. Ờ, form xuất sắc chưa? 10 điểm. Set trắng giùm em nha, 55.000. Trắng 55 giùm em, set này không có mà bán đâu mấy bà ơi. Thật sự vải rất là đẹp. Chắc coi giãn cực kỳ luôn. Trắng 55k giùm em nha mấy bà ơi. Set trắng 55 giùm em. Rồi, gấu 55 luôn, set gấu 55 nha. Cho em xin mã set gấu 55k. Set gấu nha, 55.000 đây. Trời ơi, set Fendi luôn mấy chớ, siêu hot luôn. Nguyên cả hình con gấu này của nó là mai vô luôn nha mấy bà. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, set trắng giùm em. Ở set gấu đi, con này là gấu 55.000. Gấu 55 nha. Rồi, gấu 55 nè, ok. Gấu 55 cho thu lại. Ôi, vải đẹp quá luôn mấy bà ơi. Set trường loe dài luôn mấy bà. Cho em xin mã là set set loe nha mấy chớ. Set loe giùm em luôn 59.000. Ôi mọi người, quần loe dài luôn á mấy bà ơi. Vải của nó siêu co giãn luôn, mất rượt rồi mấy bà. Nè, vải đã lắm luôn á. Loe giùm em nha, 59.000 set luôn. Vải rất đẹp nha. Về bán cho em 100, 101, 102 gì đó. Set loe 55 cho Lê Thị Ngọc Nguyên. Loe 59. Ủa 59 loe 59. Rồi cho em xin mã là nỉ nâu nha mấy chơi. Đây nỉ nâu 59k. Con nỉ này ghi mua con nỉ này thôi cũng 101, 102 rồi. Này là nỉ ngoại giùm em nha mấy chơi. Nỉ nâu 59.000 giùm em. Tay vòng giùm em nha. Form rất đẹp luôn. Nỉ nâu 59.000 giùm em. Nâu 59 nha. Nâu 59 giùm em. Đây. Trời ơi, cái chữ của nó dập phòng lên luôn nha mấy bà. Rất là hot luôn, siêu hot luôn. Nâu 59 giùm em. Rồi cho em xin mã là set xanh nha mấy chơi. Set xanh đen á mấy bà. Set xanh đen giùm em 49.000 set này. Xanh đen 49k. Set xanh đen 49.000. Loa 59 em hết rồi mấy bà. Rồi cho em xin mã set xanh đen 49k set. Xanh đen 49.000 nha. Xanh đen 49 con set thôi mấy bà. Vải đẹp cực kỳ luôn. Vải rất đẹp luôn, coi giãn nha. Đây xanh đen 49k. Xanh đen 49.000. Xanh đen 49 giùm em. Nâu 59 cho Trần Thị Thanh Tâm. Xanh đen 49 cho Bích Nhi. Trời ơi, cái vải đúng dày luôn á trời. Rồi, phun 3158 luôn. Vải cực kỳ dày luôn. Nâu giùm em 49.000 nha. Nâu 49 và trắng 49 luôn, được hai con. Vải đúng dày, đúng xịn luôn mấy nào ơi. Cái vải cực kỳ xịn luôn á. Nâu 49 và trắng 49 giùm em nha. Họa tiết dễ thương cực kỳ chưa. Hoặc hình nha mấy bà, rất là dễ thương luôn. Nâu 49 và trắng 49 giùm em. Nhận hàng kiểm tra hàng nha mấy bà. Chất của nó nè, siêu đẹp luôn, coi giãn cực kỳ. Nâu 49 và trắng 49 giùm em. Chốt liền đi mấy bà ơi, vải đúng đẹp luôn á. Nâu 49 và trắng 49 nha. Hàng không đẹp không bán đâu mấy bà, nhìn form nè. Đó, cực kỳ xinh cho em chưa. Nâu 49 và trắng 49. Nâu 49, trắng 49 giùm em nha. Chốt đi mấy cái hôm này mà không bao giờ phí đâu mấy bà ơi. Vải đúng đẹp luôn á. Nâu trắng 49 cho Mai Hương. Cái này là quần cargo. Quần cargo này mấy chế. Đây quần cargo giùm em nha. Trời ơi con quần này vải quá xịn. Ê mua con quần này mặc chung là áo thun. Mấy cái hôm hồi nãy em lên đó mấy bà. Đẹp đó. Mấy cái hôm ngon hóa nè. Ví dụ như vậy nè, mặc với áo thun rất là xinh. Mặc với áo thun rất là xinh luôn. Quần cargo đồng giá 45 được 3 con. Quần cargo 45.000 chất nè mọi người. Cái chất nè. Đẹp cực kỳ luôn, mặc không bao giờ bị hư nha mấy bà. Riêng cái con quần này không phải là cát tơi thô nha. Nó mai dạng du mi luôn mấy chế. Quần 45 liền giùm em, mua con quần này mặc mấy năm trời nha mấy bà. Chốt thêm giùm em cái áo đen nữa. Áo đen giùm em 49k. Quần 45, áo quần 45 cho Thanh Tâm. Được 3 con. Quần 45 cho Hàng đi. Được. Quần 45 cho Bích Nhi. Rồi ok, hết quần. Em còn áo này, comment nãy giùm em là áo đen 49.000. Thun đen này 49. Bà nào nãy chốt cái quần rồi, chốt thêm cái áo giùm em cái. Áo đẹp quá trời luôn. Áo đen 49 cho Hàng đi. Ok. Ôi, quá xịn luôn. Lấy cái thun trắng này xịn ghê luôn rồi. Trời ơi, thun trắng nó vải quá dày luôn á. Rồi quá hot luôn à.
trắng giùm em 59 k. Ê con trắng này bãi đúng xịn luôn, đúng cao cấp luôn á mọi người ơi. Trắng 59 liền giùm em nha, con gấu chữ ly này siêu bị hot luôn mang nha mấy bà. Cho em xin mã là trắng nha, 59 k giùm em. Thun 59 cái hồng phượng quá đẹp luôn. Cái len cọc này được còn 1, 2, 3 con len Quảng Châu luôn, chốt luôn 55 ngàn. Len Quảng Châu giùm em 55 k. Bà nào nhận hàng con áo này mà chốt được với giá 55 ngàn là hết hồn liền. Len Quảng Châu cao cấp người ta đang bán 100 mấy ngàn, em bán có 55 ngàn luôn ấy bà. Cho em xin mã len 55 k giùm em nha. Mặc đóng thùng vậy nha mấy bà, rất là xinh. Hoặc là mặc chung với lại quần tây hoặc quần jean đều xinh giùm em nha mấy chơi. Đây, len giùm em 55 k. Vải đẹp lắm luôn mọi người, được 3 con. Được 3 con thôi mấy bà ơi. Đây chắc co giãn siêu co giãn 40 đến 60 kg quay lại vừa giùm em nha. Đây co giãn nè mấy bà, rất đẹp luôn. Len giùm em 55 k. Bà nào săn được con áo này 55 ngàn là may mắn nha mấy bà, vải đẹp lắm luôn á. Rất đẹp. Len giùm em nha, 55 k là có đơn. Len 55 ngàn nha. Rồi cho em xin mã là áo không xịn 49 k một con mochino luôn. Hàng mochino 49 ngàn nha, có con à. Rồi cho em xin mã là thun xám xịn 49 k. Xám xịn giùm em 49 ngàn nha. Xám xịn 49. Xám xịn giùm em 49 ngàn, rất đẹp luôn. Đây mọi người, xám xịn nha, 49 k giùm em một con thôi mọi người. Áo thun xám xịn 49 ngàn. Xám 49 cho Đinh Thị Cẩm Tú. Rồi comment mã giùm em là quần cao cấp. Quần cao cấp giùm em nha mọi người, 60 ngàn một con quần cao cấp luôn. Trời ơi con quần này mua 120 ngàn, 130 ngàn mấy chứ không giỡn luôn á. Rồi cho em xin mã len hồng luôn. Len hồng giùm em nha. Len hồng 60, quần 60, một set 120 ngàn, mặt siêu đẹp luôn. Đó, len 60, quần 60 giùm em. Len 60, quần 60 giùm em. Quỳnh Quỳnh có số nội rồi khỏi lên em. Quỳnh Quỳnh chưa có số nội thì lên số nội em ơi. Còn có rồi thì khỏi lên. Đây, len giùm em nha mọi người, 60. Ơi mọi người, cái len này là len Quảng Châu không phải là hàng thường luôn á bà. Còn cái quần này là quần shop cao cấp giùm em nha. Len 60, quần 60 giùm em. Rất xịn luôn. Len 60, quần 60. Trời ơi, bộ lụa. Quần nè. Quần 60 cho Như Như. Ok. Rồi cho em xin mã là bộ xanh giùm em nha mấy chứ. Hàng lụa giùm em luôn. Hàng lụa nha. Hàng lụa mango mọi người, giặt không bao giờ bị nhăn luôn. Cho em xin mã bộ 65k. Bộ xanh 65 ngàn giùm em. Bộ này mua cũng 130, 140, không rẻ hơn. Bộ lụa mango nha mấy chế. Lụa mango giùm em 65k bộ. Lụa 65 giùm em. Bộ 65 cho Loan Bùi. Rồi cái này quần dài luôn mấy chế. Bộ cam 65k. Bộ cam 65, cái mã này nó rất là hot. Người ta đang bán 180 ngàn luôn á. Người ta đang bán 180 ngàn nha mấy chế. Rồi bộ cam giùm em, quần dài giùm em nha mấy bà. 65 ngàn quần dài nha, đẹp lắm, cực kỳ xịn. Thật sự cái vải này rất là đẹp nha. Nhận hàng là biết ngay hàng đẹp cỡ nào. Cam 65 cho hàng đi. Ok. Thêm hàng đi luôn mấy đứa. Quá đẹp. Ôi. Cho em xin mã là khoác xịn nha mọi người. 55 ngàn giùm em nha mấy chế, cao cấp luôn mấy chế ơi. Vải rất đẹp luôn nha, khóa kéo xịn giùm em. Đây, chữ thiêu luôn. Cho em xin mã trắng nha mọi người. 55k giùm em, khoác 55 trắng 55 gì đó. Khoác 55 trắng 55. Quá trời con xám này. Ơi màu xám muối tiêu vải giá. Trắng 55 cho Bích Nhi. Ơi vải quá trời dày nha. Vải quá trời dày luôn mấy bà ơi. Cho em xin mã xám nha mọi người, 55k giùm em nha. Mặc con áo này không biết bao giờ mới hư luôn, mặc mấy năm vẫn vậy nha mấy chế. Mặc 3-4 năm trời nó cũng y chang vậy à. Thật sự mấy cái màu này làm gì mà nó xuống màu đâu mấy bà. Xám 55 cho Trần Thị Thanh Tâm. Mặc sao y chang vậy luôn á mấy bà ơi. Này còn được mấy con nè, 2-3 con vậy phải không? Hai bè phải không? Rồi giờ còn hai màu này, chốt đôi giùm em. Một cặp áo luôn 100 ngàn hai cái. Comment liền cho em mã là một cặp áo 100 ngàn nha. Hàng này hàng điện ngoại giùm em. Phơm gọng tay bồng, một cặp áo liền đi mấy chế 100k. Là tính ra 50 ngàn con á. Một cặp áo nha, 100 ngàn. Cặp áo 100 ngàn giùm em. Riêng con một, riêng một cái là 100 ngàn rồi mấy bà ơi. Em bán một tặng một luôn, 100 ngàn hai con. Bà nào sỉ thì chốt lời về bán lời. Sỉ thì chốt về bán siêu lời luôn nha. Rồi comment mã giùm em là một cặp áo luôn, 100 ngàn quá rẻ. Cặp áo 100k thôi.
Ui, không hãng nữa, không local luôn nha mấy chơi. Tải quá chai xịn luôn. Em có màu hồng. Mặc áo 100 cho đi đó. Màu xanh mint. Rồi mọi người chốt liền giùm em màu hồng 49, xanh 49 giùm em. Hồng 49, xanh 49 giùm em nha. Một cặp áo trơn mặc siêu đẹp luôn nè. Đâu. Cặp một áo hồng 49, một áo xanh 49 giùm em nha. Form mọi người. Cái form local thì mọi người nhìn biết rồi đó. Cái form áo nè, đúng xinh ha, đúng xịn giùm em luôn. 49k một con áo. Trời ơi, vải màu xanh min nè mọi người. Nó đúng đẹp luôn á mấy bà. Rồi xanh 49 và hồng 49 giùm em. Hồng 49 cho đi lớn. Màu xanh min này quá trời xuất sắc rồi nha. Màu xanh matcha rất là đẹp luôn. 49k con rồi trời, em bán rẻ nhất Facebook mọi người đừng có chần chờ nữa. Thật sự vải nó quá trời đẹp luôn á. Ừ, có màu đen luôn 49 nha mấy bà. Có một màu đen luôn 49k, form rất đẹp luôn. Xanh 49 ok cho đi lớn. Rồi còn cái đen này chốt luôn đi, cục vàng về bán đảo luôn á, thật sự. Về bán đứt luôn mọi người, đây, tay của nó có cái logo luôn nha. Rất là xịn, có 49k. Vải cực kỳ đẹp. Đen 49. Rồi, bộ này em có bộ đen với lại bộ hồng nha mấy chơi. Bộ đen với bộ hồng vải đúng đẹp nha mấy bà. Bộ đen với bộ hồng vải cực kỳ xịn luôn á mấy bà. Đen 49 cho Dương Thị Xuân. Đen và hồng giùm em 60.000 một bộ nha. Bà nào mà thấy ai mà bán rẻ hơn 60.000 tắt tên em vô em tặng cho mọi người cái bộ này nha. Em nhập tới 90.000 bộ lận đó mấy bà. Thật sự vải rất đẹp luôn. Bộ hồng 60 và bộ đen giùm em 60. Hồng 60, đen 60 giùm em. Bà nào thấy chỗ nào bán rẻ tắt tên vô em tặng hồng luôn. 60 cho Nguyễn Khương. Rồi, cái màu xanh, cái màu đen này ngoài quá trời xịn luôn nha. Màu đen này ngoài rất là đẹp nha. Rồi cho em xin mã đen 60 luôn. Ôi, nó sẽ bên đây nè, tạo điểm nhấn giả men luôn là bộ đen giùm em nha, 60. Cái quần ở ngoài nó là màu xanh min, không phải màu xanh lá nha mấy bà. Đen 60 cho Bích Nhi. Ok. Rồi cho em xin mã là áo kiểu xịn đó mấy bà ơi. Vải nó rất là xịn luôn. Đây, lên móc cho mọi người xem form. Được hai con. Được hai con nha, chốt luôn cho mọi người 49k đi. Hàng này mua cũng cỡ 100.000 cái. Rồi cho em xin mã đen 49.000 nha. Nếu mà mua thì cũng cỡ 100.000 cái nha mấy chơi. Rồi cho em xin mã áo kiểu đen 49k. Áo kiểu đen 49 được hai con. Đẹp lắm. Mặc lên nó sẽ hở cái da mình đó mọi người. Lộ cái phần da mình ra nhìn nó tôn da cực kỳ luôn. Đen 49 giùm em được hai con nha mấy bà ơi. Đẹp lắm. Đen 49 giùm em. Được hai con. Mặc lên một phát là xinh ngay liền nha mấy bà ơi. Đen 49 liền đi mấy bà ơi. Vải đẹp lắm. Đen 49 được hai con nha. Mã đen 49 giùm em. Chốt mã đen 49 giùm em. Đen 49 giùm em. Rồi, mã này quần dài luôn mấy chứ ơi. Mã loe 65 giùm em. Quần set đen 65 chứ nhầm, set đen 65 giùm em nha. Ôi, cái set này nè mọi người siêu đẹp luôn á. Đen 65 giùm em, form 40-58 kg quay lại vừa. Chất cực kỳ xịn luôn mấy bà. Mẹ 65 cho Bích Nhi. Ok. Rồi, cho em xin mã là áo kiểu trắng nha mọi người, 45.000 con luôn. Áo kiểu trắng 45k, set này đẹp quá. Cái áo này đẹp ghê luôn mấy bà. Áo kiểu trắng 45.000, áo kiểu trắng 45.000 làm luôn đi mấy bà ơi. Vải đẹp cực kỳ. Áo kiểu trắng 45k. Trời ơi, set cho em xin mã là set trắng nha mọi người. Set trắng nha, 55.000 set luôn. Trời ơi, cái set chú bó hồng vải đẹp, giả mang đẹp luôn mấy bà ơi. Trắng giùm em nha, 55k có con set. Có con set một màu có set luôn mấy bà ơi. Quần này lùng ôm giùm em nha. Vải áo kiểu trắng 45 cho Ngọc Linh Nguyên. Trắng 55 cho Bích Nhi. Ok, trắng em hết. Em còn đen, mọi người comment mã đen giùm em luôn, 55k. Mã đen 55 giùm em nha, 55.000 set không tin luôn á mấy bà. Nè, vải cực kỳ xịn giùm em luôn. Cái hình này in không bao giờ bong chóc, yên tâm giùm em. Mã đen nha, 55.000 set luôn, quá trời rẻ rồi. Người ta đang bán trăm mấy á mọi người, không ai bán 55 đâu. Đen 55 cho Lê Thị Ngọc Nguyên. Rồi, còn một bỏ xám cuối cùng luôn. Là cái mã này hết nha. Là mã này em hết. Xám giùm em luôn 55.000. Mọi người ơi, hôm qua em mới ốp mẫu. Không, em chưa ốp, em chuẩn bị ốp nhưng mà hết rồi. Cái áo màu xám mặc chung là cái quần màu đỏ này siêu đẹp luôn nha mấy bà. Các bạn mẫu mặc lên siêu tôn da luôn nha. Rất là đỉnh. Rồi cho em xin mã là set đỏ, set xám nha mọi người. 55.000 ở ngoài cái màu đỏ này nó đẹp nha. Không phải đỏ tươi. Không phải đỏ tươi, nó màu đỏ vừa vừa mọi người. Ở trên line nó cháo quá luôn á.
rất đẹp. Màu đỏ giùm em, set đỏ hoặc set xám nha, 55k. Đỏ hoặc xám 55. Đỏ hoặc xám 55. Rồi bộ vàng giùm em luôn 55k. Bộ vàng 55 giùm em nha. Đây, một bộ cuối cùng mà mới chết là hết hàng rồi. Bộ vàng 55 giùm em là hết. Cái bộ này là hết. Mã này hôm qua bán rồi. Hôm nay còn có sót đúng bộ là hết đó mấy bạn. Đỏ vàng giùm em luôn 55k. Vàng, vàng 55 cho Bích Nhi. Ok chứ Bích Nhi nè. Em hết mã vàng đó. Rồi cho em xin mã trời. Cho em xin mã xám nha mọi người, 55k. Mã xám 55. Ôi ôi, rất là đẹp luôn á. Khoác xám 55 giùm em nha, cao cấp lắm mấy chứ. Xám 55 giùm em nha. Khoác 55 nào, đọc đi. Khoác 55 cho Bích Nhi qua đây nè. In được không? Được. Nè, khoác 55 cho Bích Nhi. Rồi ok, lên tiếp. Hàng đẹp quá, hôm nay hàng rất là nhiều. Ngày nào em cũng có hàng để bán hết trơn, mấy chú yên tâm. Tỷ bà nào mà muốn gia nhập tỷ nhà em thì em bóc liền cho em nha mọi người. Nhà em tỷ nhập hàng đã luôn mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã xích loe nha mấy chế, 65k. Loe trắng 565.000. Rồi bà nãy bà nào mà hụt cái set kia mình chốt lại set này giùm em đi. Hồi nãy hụt á, hồi nãy em lên set này rồi hụt á thì chốt lại giùm em đi. 65.000 set loe 65 giùm em nha. Mã loe 65 giùm em, set này đẹp. Loe 65 cho chế Bích Nhi. Cái gì cơ? Đâu có đâu, để vô. Bích Nhi, anh nhìn chế loe 65 cho Bích Nhi. Rồi hai cái áo thun được hai cái. Cái mẫu này em được hai cái nha, áo hãng giùm em, áo local nha chứ. Mấy chớ vải quá trời tiện rồi. Cho em xin mã thun 55.000 nha mấy chớ, được hai con. Bà nào thích mặc cặp thì chốt ngay con cái này liền nha mấy bà, mặc cặp với bạn thân á. Chốt ngay mặc đi mấy bà ơi, dễ thương dễ mang luôn. Dễ thương lắm. Rồi cho em xin mã là áo 55k giùm em một cặp. Một cặp nha mấy chớ. 55.000 cái quá trời rẻ rồi. 55.000 thôi. Thơm 40-65kg quay lại vừa nha mấy chớ ơi. Rất đẹp luôn. Trắng 55 cho Hồ Quyên. Ok, còn một comment liền giùm em đi. Trắng 55k nha mấy bà. Vải cực kỳ dày, cực kỳ tiện. Trắng 55 giùm em, vải rất đẹp. Rồi, cho em xin mã là bộ đen 55k. Bộ đen 55. Bộ đỏ 55 giùm em, màu đỏ nó đưa gặp một tí. Ga lai nó cháo quá không. Nó ra thành màu đỏ tươi á. Ở ngoài màu đỏ rất là đẹp luôn. Đỏ 55 và đen 55 giùm em nha mấy bà ơi. Vải cực kỳ xịn luôn. Bộ đỏ 55, bộ đen 55 giùm em, hai bộ còn hai bộ. Đỏ 55, đen 55 giùm em nha. Tỷ chốt về bán đã luôn mấy bà ơi. Vải rất đẹp. Đỏ 55 và đen 55 giùm em. Rồi cho em xin mã áo đen 49.000, áo local nha mấy bà. Áo đen luôn 49k. Mấy con này người ta đang bán trăm mấy, 150 là ít nhất nha mấy chơi. Rồi cho em xin mã áo đen 49 nha. Như ý rồi, nãy chứ không có đọc tên em mới như ý rồi. Cho em xin mã đen 49k. Áo đen 49.000 nha mấy bà. Áo đen 49k giùm em nha. Có quần tim luôn hay gì. Áo đen 49.000 giùm em. Áo đen 49. Chia sẻ mạnh tay lên bà mấy bà ơi. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cho mọi người cái em tặng cho mọi người cái váy ngoài sau nha. Váy ngoài sau rất là đắt mọi người. Tí em tặng cho mọi người luôn. Ôi cái xếp này dễ thương quá vậy mấy bà. Xếp thái luôn á. Đẹp. Xếp thái giùm em nha, 55.000 giùm em luôn. Xếp thái 55k, quần màu tím rất là xinh. Màu tím này rất là ngọt nha mọi người. Cái màu tím trên line nó cháo quá luôn á. Rồi cho em xin mã là xếp xếp tím 55.000 bộ thái. Bộ thái 55 cho Bích Nhi. Rồi ok. Cho em xin mã là quần cao cấp luôn mấy bà ơi. Trời ơi con quần này người ta bán à, không dưới 150 luôn, chốt luôn người 60.000. Quần riêu 60 thì mang mặc với lại thun trắng rất là xinh. Quần riêu 60 nha mấy chơi. Quần riêu 60 giùm em. Quần riêu nha 60k. Trời ơi vải nè mọi người ơi. Chất mát rượi luôn mấy bà, mặc thích ghê luôn mấy bà ơi. Quần 60. Quần 60 cho Hồ Quyên. Rồi cho em xin mã là set dài 65. Trời ơi mấy con set này mọi người ơi, không bao giờ bán. Mọi người lấy về không bao giờ bán ế đâu. Hàng đẹp lắm nè cự. Đảm bảo luôn người ta đang bán 180, 190 đó. Không ai bán rẻ đâu. Rồi cho em xin mã là xếp đen, xếp trắng này mọi người 60. Lầm dài 65 cho Bích Nhi. Chứ đâu có lấy cái dầu gì đâu. Cho em xin mã là xếp ngố 60.000. Ngố cam 60k. Mã ngố cam giùm em nha 60.000.
đẹp ghê luôn mấy bạn. Ngố cam 60k dùm em. Nãy giờ bà nào hụt cái set này chốt lại dùm em đi. Ngố cam 60. Ngố 60. Ngố 60 dùm em. Ngố cam 60 cho Nguyễn Phương. Cho em xin mã là màu be nha mọi người. 49.000 dùm em. Áo local màu be 49k. Duy nhất một cái thôi, hàng rất đẹp. Màu be 49.000 dùm em. Hàng rất đẹp luôn nha mấy chế. Màu be 49 mặt siêu ngầu siêu chất luôn mấy bạn. Nhìn xem cái áo nè. Áo local nha mấy chế, rất đẹp. Màu be 49k. Be 49. Be 49 cho Mai Hương. Rồi cho em xin mã là khoác cao cấp 55.000 dùm em đi. Khoác cao cấp 55k dùm em nha. Màu này màu trắng dùm em nha mấy chế, màu trắng be mấy chế ơi. Vải nó rất là xịn luôn mấy bà ơi. 55.000 dùm em con áo khoác rất là đỉnh luôn. Rồi màu be 55k. Màu be 55. Rồi cho em xin mã là màu xanh đậu 55.000 luôn. Quá trời đỉnh rồi. Nó thiêu cả hình con gấu vô đây luôn nha mấy bà. Rất là xịn luôn á. Rồi cho em xin mã màu đậu nha. 55.000 dùm em màu đậu này. 55 cho luôn 10. Ê màu đậu này vải rất là đẹp luôn á mấy bà. Màu đậu dùm em nha. 55.000. Đậu 55 cho Thanh Tâm. Rồi. Trời ơi cái set loe này nãy giờ bà nào hụt. Thật sự nó lắc nhắc hoài à. Bà nào hụt nãy giờ set này chốt lại dùm em loe 65 nè. Bà nào hụt chốt lại lần cuối đi. Loe 65 nha. Loe 65. Comment mã loe 65 dùm em vải nè mọi người ơi. Chất đẹp giá mang đẹp luôn. Loe 65.000 không? Loe 65 cho Bích Nhi. Ok cho Bích Nhi nè. Rồi cho em xin mã thun đỏ 39k một con. Thun đỏ 39 dùm em nha. Vải nè mấy chứ nhìn nè. Nhìn cái vải nè. Đúng đã luôn á. Đỏ sọc đỏ dùm em 39.000. Sọc đỏ 39 dùm em. Sọc đỏ 39 nha. Cái loe nãy hàng đi không có rồi. Sọc đỏ dùm em 39.000 có 1 cái rồi mấy bà. Sọc đỏ 39 dùm em. Rồi cho em xin mã là thun xịn nha mọi người. 45.000 dùm em. Con thun hồng hàng da ga nè mấy chứ. Rồi cho em xin mã là đỏ 49k. Ủa màu hồng 49.000 nha. Đỏ 39 cho hàng đi. Màu hồng 49.000 nha. Vải nè mấy chớ ơi. Cầm đúng mê luôn mấy chớ. Màu hồng tô siêu đẹp, siêu ngọt ngào luôn. Màu hồng 49 kìa. Hồng 49 dùm em. Rồi bộ pyjama dùm em nha. Pyjama. Đây. Có đọc tên là có mà giờ. Nãy chứ có đọc tên là có hàng đi. Còn không đọc là không có chứ không có nhớ nữa. Chứ không có nhớ. Rồi cho em xin mã bộ xanh đi mọi người. Bộ xanh đi em chốt cho mọi người 55.000 nha. Bộ xanh 55 dùm em, pyjama tay dài quần dài. Bộ xanh 55k. Bộ xanh nha mấy chế, tay dài quần dài dùm em. Hoa nhí nè, rất là dễ thương luôn. Dễ thương cực kỳ. Cái vải mango, vải mango không nhăn. Cho em xin mã là bộ xanh 55. Pyjama 55 cho Lê Thị Ngọc Nguyên. Gì con? Vô mấy cái gọt rồi cho em xin mã là set xanh đen nha. 49.000 set xanh đen 49 qua đi rồi lấy đi. Xanh đen giùm em nha. 49 trang set đây. Xanh đen 49.000 set giùm em. Set xanh đen 49k. 49.000 set nha mấy bà ơi. Xanh đen 49 giùm em nha. Rồi ơi cái set đẹp nha, đẹp nha. Đẹp nghe bà nào tương tác em bán cho mọi người 65.000. Ôi ủa không phải cái áo, ủa phải cái này là cái áo xanh đen 49 cho Linh Đan Nguyễn. Cái này là cái áo em bán luôn cho mọi người là 59.000 đi. Ôi đẹp nghe mấy chớ ơi, rất đẹp nghe. Rồi cho em xin mã đen 59.000, không phải sếp bà ơi em nhầm. Đen 59.000 giùm em. Đen 59 cho Trần Thị Thanh Tâm. Dễ thương nha. Rồi trời ơi thung hãng nè mấy chế, 49k luôn đi. Tương tác mới bán nha mấy bà. Bà nào có tương tác em bán cáo cham này 49.000. Nhìn xem cái form áo nè mọi người. Đúng mê luôn mấy bà ơi. Mua về mình mặc được nè. Em trai, bạn trai mình mặc ok luôn mấy chế. Nam nữ mặc vô tư giùm em luôn. Đen 49k, áo local giùm em nha mấy bà. Siêu đẹp. Thung đen 49 cho Mai Hương. Rồi em tặng một con ốc khác giữ nhiệt 19k. Bà nào tương tác có logo người chia sẻ em chốt, đọc chốt 19.000 con áo này nha. Áo giữ nhiệt giùm em nha mấy chớ ơi, mặc siêu mát luôn á. Chống nắng rất là ok. Áo này chống nắng rất là ok, 19k. Còn em mã giùm em là khoác 19.000, có logo người chia sẻ em đọc chút đơn. Khoác 19 giùm em. Khoác 19.
Rồi. Đọc. Khoảng 19 cho Trần Thị Thanh Tâm. Cho em xin mã sọc nha mọi người, 60.000 một mã sọc 60k. Rất là xịn. Ôi mã sọc 60.000 giùm em nha mấy bà ơi. Ai mà trúng mini game như là 19.9k rồi rẻ hơn nữa, nhưng mà không có luôn người chia sẻ em sẽ quỷ phần quà đó cho mọi người nha. Phải có logo người chia sẻ thì em mới đọc chốt đơn nha mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã là set sọc, set loe á mọi người, 60.000 loe. Sọc 60 cho Thảo Tây. Rồi cho em xin mã khoác cao cấp 55k nha mấy bà yêu ơi. Vải nó rất là xịn luôn á. Đẹp cực. Gì vậy? Gì vậy? Rất đẹp. Cho em xin mã là cưng đụng vô cái đèn này nó tắt rồi nè. Không sao kệ đi, nó tắt không sao đâu. Khoác 55.000 giùm em. Em nhận được hàng rồi ạ. Vải hàng rồi ạ. Siêu đẹp, vải dày dặn lắm. Trời ơi, cảm ơn Cục Vàng, cảm ơn Ngọc Như Thực. À, cảm ơn Trần Ngọc Hòa Như nha. Cảm ơn em yêu rất nhiều. Khoảng 55 cho Nguyễn Thương. Cảm ơn Cục Vàng nha, Cục Vàng đã mua hàng bên chị nhiều rồi nè. Rồi cho em xin mã là set. Mọi người, set thỏ hồng giùm em nha mấy chứ ơi. Xịn vậy nè mấy bà. 55k, thỏ hồng 55 giùm em. Ờ hơi bị nhức nhói luôn nha mấy bà. Siêu đẹp giùm em luôn đi. Rất xịn luôn á. Thỏ hồng 55. Set hồng 55 cho Bích Nhi. Cho em xin mã là khoác cao cấp giùm em nha. Không ai bán 55.000 luôn. Người ta đang đua nhau bán 101, 102, em bán 55k. Mấy chế chốt liền giùm em con áo này nha. Áo khoác 55.000 giùm em. Rất xịn, áo khoác ôm. Rất là hot nha mấy bà. Khoác 55 giùm em nha. Khoác 55 cho Bích Nhi. Ok, cho em xin mã là set hồng 55 luôn. Set hồng 55 nha mấy chế. Dễ thương ghê ha mấy bà. Dễ thương ghê luôn á. Set hồng 55 giùm em nha. Quần hồng, quần ngố hồng. Xét hồng giùm em nha, 55k vậy nha mấy chế yêu. Đó, dễ thương lắm, xét hồng. Xét 55 cho Trần Thị Thanh Tâm. Ok mọi người. Giờ mọi người nhập hàng về bán từ từ là được rồi đó mọi người. Đầu xuân bán rất là chạy đó mọi người. Rồi, cho em xin mã khoác nha, 55.000 con khoác trắng này dễ mặc cực kỳ luôn mọi người. Mít áo gì cũng xinh chứ không bà ơi. Rồi, trắng giùm em nha, 55.000 giùm em. Mặc chống nắng rất ok luôn. Ôm vậy nè mấy bà, mặc rất là tiện. Rất là xinh luôn á. Trắng nha, 55k giùm em một con thôi, vải đẹp. Trắng 55 giùm em nha. Đi hàng có gửi bill không chị? Có chứ, em gửi bill kiểm tra đúng giá tiền thì chị mới đi chứ. Khoác trắng 55 cho Nguyễn Nhi. Rồi, cho em xin mã là áo kiểu em tặng luôn. Con này 45.000 nha. Tặng tương tác chi ăn. À, bữa nay ba sản phẩm không còn phí ship em ơi. Mọi người ơi, em có một ít giày với lại dép á, em bị sót. Sót lại mọi người. Nếu mà like được ổn ok, ngày mai em like. Kèm cả phụ kiện cho mọi người nha, để mọi người chốt. Kèm phụ kiện nha. Bà nào muốn giữ đơn ngày mai chốt thêm giày dép với lại phụ kiện á, cọc giùm em nha. Còn không, hôm nay là bên em đi đơn hết ha. Rồi, chốt liền giùm em con áo kiểu 45k đi. Con này bán không dưới 100.000 luôn. Không dưới 100.000 luôn, nó nhúng bên cái eo này. Mặc lên nhỉnh eo nhỏ xíu xíu rồi mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã áo kiểu 45k nha. Áo kiểu 45.000. Phụ kiện với lại giày dép rất nhiều. Nhưng mà ngày mai mới like được. Hôm nay đơn nhiều để cho mấy bạn làm xong đơn. Ngày mai bên em like ha. Bên em like về giày dép phụ kiện. Mọi người muốn giữ đơn thì cọc giùm em nha. Còn không bên em đi đơn hết á. Rồi. Quá trời đỉnh nha. Mã sọc giùm em nha mấy chị yêu. Sọc giùm em 55.000 luôn. Nguyên con gấu này nó thiêu nè mấy bà ơi. Còn gì bằng nữa mấy bà. Vải quá trời xịn đi. Rồi cho em xin mã sọc 55.000 nha. Vải cực kỳ đẹp luôn á. Sọc 55k giùm em. Mã sọc 55.000 nha mấy bà ơi. Sọc 55 cho Trần Thị Thanh Tâm. Rồi chia sẻ lên đi mấy bà. Trời ơi, cái con quần hot trend nè mọi người. Con quần này người ta bán 140.000 nè mọi người ơi. Hồi hôm nay mới order về luôn á. Rất là xịn. Trời ơi, giờ chốt cho mọi người 60 nha. Comment mã quần đen 60. Trời ơi, con quần này mặc lên cực kỳ sexy nha mấy bà. Cực kỳ đẹp cho em luôn, quá trời xuất sắc. Quần đen giùm em 60.000. Con quần này mặc lên nhìn cái chân nó rất là dài luôn á mấy bà ơi. Xịn lắm. Rồi quần đen 60 giùm em nha. Quần này siêu đẹp luôn á. Quần phơm tắc tao nhưng mà nó là nó phối gan á mọi người. Kiểu hàng tao bao vậy mấy bà ơi, nhìn rất đẹp luôn á. Quần 60 giùm em. Rồi cho em xin mã khoác đen nha mọi người. 55k, vải rất dày luôn á. Vải cực kỳ dày. Rồi mọi người chia sẻ lên giùm em mọi người. Chia sẻ giùm em lên, chia sẻ mạnh tay lên mọi người. Rồi cho em xin mã khoác đen nha, 55k giùm em.
chia sẻ đẩy view lên giúp em nha mọi người. Em sẽ tặng cái váy ngoài sau cho bạn nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nha. Chia sẻ đẩy view lên giùm em mọi người. Hàng đẹp rất nhiều mà ít người thấy quá không có lên được. Nha mấy bà, chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha. Rồi, cho em xin mã khoác đen 55k giùm em, vải siêu dày luôn á mấy bà. Khoác đen 55.000 nha, đen 55 giùm em. Cái gì khoác đen cộng mũi lê là sao? À là mũi lê, à mũi lê hình như ở đây á. Ừ. Đúng rồi, mũi lê ở đây, để đâu mũi lê mở gạch góc phải không? Mũi lê ở gạch góc á. Rồi cho em xin mã bèo, cho em xin mã bèo nha mọi người, 45k bèo vàng giùm em, 45.000 bộ ngũ bèo vàng 45k, bèo vàng 45.000 nha mấy bà ơi, bèo vàng 45k một bộ thôi, bèo vàng 45. Rồi chuẩn bị lên xét nè, đẹp nè, bèo vàng 45. Đây cái mã nỉ này được 3 cái. Mã nỉ này được 3 luôn đó bà. Ôi, em có màu xanh rêu, màu đen và màu xanh lá nha, màu đen, màu xanh chuối nha. Dạ ok chứ mùi lê nha, em để đơn như thế nha. Rồi màu chuối, màu đen với lại màu xanh lá. Em chốt cho mọi người với giá 49k bà nhanh tay lên nha mấy bà ơi. Nhanh tay lên nha, mấy bà này đẹp lắm đó. Đây mọi người, con này phải bán 100 mấy mọi người. 49k giùm em, màu ghiêu 49 nỉ dày lắm đấy bà. Ghiêu 49 giùm em nha. Đây siêu đẹp luôn, cái chủ nó là dập phòng bên nổi luôn. Ghiêu đen và chuối, màu ghiêu đen và chuối giùm em. Ghiêu đen chuối 49k nha mấy chú ơi. Màu chuối này mặc hơi bị, màu chuối này mặc hơi bị ấy luôn rồi, tông da á, mặc sáng da nha mấy bà, rất đẹp. Thấy bà mà trắng trắng mặc rất là xinh. Rồi 49.000 giùm em. Đen 49 cho Nguyễn Khương. Ok, em còn màu ghiêu và màu chuối. Màu ghiêu này mặc trắng da lắm luôn á bà. Ghiêu 49 và màu chuối, ghiêu 49 và chuối 49 giùm em. Ghiêu 49, chuối 49 thấy không? Rồi cho em xin mã len Quảng Châu. Em chốt luôn cho mọi người 45.000 len Quảng Châu. Mít cái ba gá bên trong là xinh nha mấy bà. Được hai con 49k. Comment mã giùm em là len 49k. Ghiêu 49 cho Nguyễn Hà. Rồi cho em xin mã là mã len 49.000. Mặc ba gá bên trong là xinh lắm mọi người. Rồi đen 49k nha. Hình trang chị qua có đặt đó có không thấy điện hả? Chưa soạn đơn xong chị ơi, đơn hôm qua là em dòng với đơn hôm nay, là bên hôm nay bên em mới bắt đầu làm đơn á chị. Cho em xin mã đen 49k nha, hôm nay mới bắt đầu làm đơn đó chị ơi. Rồi chân váy xịn giùm em mọi người ơi, 60.000 chân váy xịn 60 giùm em, chân váy xịn 60, chân váy xịn giùm em nha. Ôi mua cái con chân váy mặc mấy năm trời luôn á mấy bà, không bị gì hết trơn. Chân váy này rất là đẹp luôn nha mấy bà ơi. Đây bên trong có quần lót luôn, cực kỳ xịn. Chân váy xịn 60.000 giùm em. Cái mát này là mọi người biết hàng xịn đây ha. Rất đẹp luôn mọi người. Chân váy giùm em 60.000. Chân váy 60k. Rồi lên liền giùm em mã xếp. Rồi cho em xin mã xếp nha mấy chị ơi. Mã xếp hả? Xếp sọc giùm em 65.000. Xếp sọc 65k. Xếp sọc 65 giùm em nha. Vải thun của nó mát lạnh nè mấy bà ơi, rất là mê luôn á. Nhãn hàng xếp này lượng liền, vải rất là đẹp. Xếp giùm em 65k. Xếp loe 65 giùm em nha. Xếp loe 65 giùm em, một xếp thôi mới chết. Loe 65 giùm em. À chưa đâu em, bên chị chưa làm lên xong đâu. Làm lên xong là báo bill liền á. Sọc 65 cho Như Như. Nguyễn Ái Trăng ơi, Nguyễn Thị ấy, Nguyễn Thị Quế Trăng là bên chị làm lên xong là sẽ báo bill liền rồi em. Rồi cho em xin mã là mã sọc. Mã sọc luôn, mã này chốt luôn 59k nha. Ưu đãi lắm mới bán đó mấy chơi. Rồi cho em xin mã sọc 59.000 nha mấy chơi thôi. Ơi mọi người cái áo này nó có sẻ này, mặc rất là xinh luôn mọi người. Mặc cực kỳ đẹp vải thái mọi người, nó mát lạnh nè. Rồi cho em xin mã loe 59.000 xét nha. Loe 59 cho hàng đi. Ok mọi người. Có pyjama nè bà. Đợi chút đi. Rồi này là gì đây? Rồi cho em xin mã áo kiểu đi, 39k được 3 con. Vải thái luôn nè mấy chơi. Hàng này hàng xịn giùm em nha, vải rất là đẹp luôn. Áo kiểu luôn 39.000 giùm em. Áo kiểu 39 giùm em nha, được 3 con. Áo kiểu 39.000 luôn, vải đúng đẹp luôn mọi người. Vải cực kỳ xịn luôn, chốt luôn 39k, rút bên đây nè mọi người, mặc lên nó sẽ rút lên vậy nè. Đẹp cực kỳ luôn. Be 39.000 nha, được 3 con.
be 39k. Rồi quần xịn, quần nâu xịn giùm em nha mọi người, 49.000 một con quần nâu luôn. Quần nâu 49k giùm em nha. Quần nâu 49.000 giùm em. Quần nâu 49.000, trời ơi con quần nâu này. Nhìn đi mọi người ơi, chất của nó mức gượt rồi mấy bà ơi, như hàng em mua 100 mấy chục ngàn nhá. Quần nâu 49.000 nha. Quần nâu 49.000. Rồi cái này em có màu, em có màu trắng với lại màu đỏ. Comment mã giùm em. Mã trắng với mã đỏ nha mọi người ơi. Ngố luôn mọi người. 55k set. Trắng và đỏ 55.000 set nha. Trời ơi chất vải nè. Không bao giờ mà xù lông nhảo gì cho nhớ chết. Mặc vậy, mặc quà là vậy hoài nha. Rất đẹp. Có màu trắng với lại màu đỏ 55k set. Rồi đỏ 55 cho chị Bích Nhi nè. Em còn màu trắng. Ngố trắng trong kim, ngăn kim nè. Ok. Rồi cho em xin mã là set set be nha mọi người, set cam á, cam be á mọi người. Cái màu nó nhạt nhạt mà giống như màu cam be rất đẹp luôn á. Rồi cho em xin mã set này đi mọi người, set be đi. Rồi chốt luôn cho mọi người giá 55k. Be 55.000 nha mấy chứ, be 55 giùm em. Cái form này mặc lên xinh lắm luôn á mấy chứ, gọi đuổi nha, mát rượi à. Be 55k. Cái vải này mát rượi nha mấy bà ơi. Nè, vải cực kỳ đẹp với mẫu mặt vậy nha mấy chứ. Be 55.000 giùm em. Set tầm 55. Cho ngăn kim, ok. Ngăn kim anh cọc chưa em? Bè 55 cho ngăn kim. Mà ngăn kim cọc chưa? Cọc chứ mới để đơn được nha. Rồi cho em xin mã là áo, áo cam nha mọi người ơi. 45.000 con áo thun rất đẹp. Áo thun đây mọi người, mát da gà luôn, mặc rất mát nha. Bè giùm em 45.000. Mã bè 45k. Bè 45.000. Rồi vải bo rip luôn mọi người, xanh lá 45.000 luôn. Vải bo rip giùm em nha, màu xanh lá rất là đẹp luôn. Rồi ok, ngăn kim. Rồi cho em xin mã be 45, xanh lá 45. Be 45, xanh lá 45 giùm em. Hồi sáng con đếm này là 1 hay là 3? 3. Đếm 3 mới đủ. Rồi, con quần này tặng luôn cho mọi người 45.000 luôn. Vải của nó là vải xịn nha, mát lạnh luôn mấy chế, không phải là như mấy cái hàng rồi xanh lá 45 cho Anna thiết, không phải như cái hàng mà 39, 29.000 nha mấy chế. 45.000 em bao chắc cho mọi người mặc cái quần này 5 năm không bị gì nha mấy chế. Ok chưa, không bay màu, không xù lông và không, nói chung là không có bị giãn phơm luôn. Em đã mặc rồi mọi người, là nên em bán rất là ok nha mọi người ơi. Phơm quần cực kỳ đẹp luôn, không phải như hàng 39.000 nha. 45k giùm em, phơm 40-58kg mặc lên, mặc lên siêu xinh giùm em nha mọi người, coi giãn cực kỳ tốt luôn. Ngố giùm em nha, 45k, vải thun lạnh giùm em, rất là đẹp. Ngố 45 giùm em, vải thun lạnh nha mấy chế ơi. Bao nhiêu cân vừa? 40-58kg nha chế. 40-58kg là mặc lên siêu xinh luôn nha chế ơi. 45k. Trời ơi, vải đẹp ghê, chị ấy khóc hết 55 mà mẹ em nó không tin vải đẹp vậy mà sao có 55k. Cảm tôi cảm ơn cục vàng nha, vải đẹp thì mua ủng hộ chị nữa nha cục vàng. Rồi, cho em xin mã ngố nha mọi người, 45.000 giùm em, không đẹp không bán. Ngố 45 đi Như Như. Không đẹp không bán nha mấy bà. Ok chưa? Không đẹp không bán nha. Vải siêu đẹp em mới bán nha mấy bà ơi, nhìn xem cái phom quần nè. Cái chất vải quần nè. Nó vừa mỏng mịn mát nha mấy chế, mà không bị lộ không. Nó không phải là mỏng cái mức lộ mà nó lộ đâu mấy chế ơi. Siêu đẹp giùm em nha. Không phải áo chaggy đồng vàng mà là cái váy đó, cái váy á, váy chaggy á. Đây mấy chế, váy chaggy nè. 60.000 giùm em. Váy thô Quảng Châu á mấy bà. Váy thô hàng Quảng Châu á, mát lắm. Mặc siêu mát, siêu thấy cưng luôn. Mấy bà mà nhỏ nhỏ con như em á thì mặc kiểu nó gọng gọng nhìn mình không thấy. Váy 60 cho Trần Thị Thanh Tâm. Ok. Nó nhìn mình không bị gầy. Rất đẹp. Rồi. Ok, lên tiếp. Trời ơi cái vải này mọi người ơi, đúng đã luôn á mọi người. Cái áo vải đúng đã luôn á, trắng giùm em nha mấy chế, 49k. Trắng 49 giùm em. Trời ơi cái vải đúng mát lạnh, đúng đã luôn á. Nãy em hỏi cái gì vậy hả? Rồi, cho em xin mã trắng 49.000 nha. Nhận hàng không đẹp trả hàng liền nha mấy chế. Vải phải nói là siêu đẹp em mới bán luôn nha. Đây, trắng 49k giùm em là có đơn. Trắng 49.000 nha mấy bà ơi, vải đẹp lên. Trắng 49k. Rồi. Rồi cho em xin mã set cam 60.000 giùm em nha mấy chứ. Set cam 60k.
Ồ, quá đẹp. Đi chùa chiều 3 giờ 4 giờ gì đi chùa. Rồi cho em xin mã là xếp cam 60 nghìn giùm em. Xếp cam 60 đầm xè hở lưng đi chị hả? Không có em, không có đầm xè hở lưng. Rồi cho em xin mã là xếp cam 60, xếp cam 60. Đẹp quá mọi người ơi, nó đắp chéo bên hông vậy nè, mọi người đắp chéo bên sau nè, siêu đẹp luôn. Người ta đang bán trăm mấy á, mọi người không rẻ hơn, không dưới bao giờ dưới 100.000 đâu. Thật sự. Mọi người ơi, cái màu cam này ở ngoài rất là đẹp nha. Like nó hơi chá nha. Rồi cam 60 giùm em. Cam 60 cho Kim Anh. Rồi cái quần này có hai màu, màu đen với lại màu xám, em chốt luôn cho 45.000, ok chưa? Đen với xám nha, 45k quần. Quần này comment nào quần cười xịn giùm em mới chơi, đen với xám 45k. Ơi thật sự rất là mê luôn mọi người, cái phơn quần nè. Ưng giả mang ưng luôn, 45.000 thôi mấy chế. Đen với lại xám giùm em nha, 45k. Cái gì, cái gì? Cái đầm đen dài hở lưng chị á, quên. Không nhớ luôn. Cái đó không hở lưng, không phải hở lưng coi em, cái đó là hở ngực. Cái đầm đen hả? Cái đầm đen nhung á không? Hả? Bí hở lưng á, đầm bí hở lưng á. Rồi cho em xin mã là quần 45.000 nha mấy bà. Xám với lại đen, con quần này mặc siêu bền luôn. Mặc mấy năm trời không bị gì luôn mấy bà. Mặc lên một phát là những cái chân của mình nó hết chân giả mang, những chân dài miên man luôn mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã đen và xám 45k cái nha. Đây nè, cái quần thằng Thánh mà em nói nè. Cái quần siêu thằng Thánh mà em nói nè mấy chơi. Từ lúc mà em có bầu mà lúc em chưa có bầu em mặc, mà tới lúc em xanh luôn là trong thời gian bầu em mặc vẫn ok luôn á. Trời ơi cái quần này đúng đã luôn mọi người. Thật sự rất là xịn luôn, quần ngố giùm em nha. 49k con luôn. Siêu VIP, siêu đã luôn mấy chứ ơi, mặc đúng im luôn á. Quần giùm em 49.000 nha, coi giảng vậy nè. Đẹp giả mang đẹp luôn. 50-58kg là vừa. Cái eo bà nào to to mặc lên nhìn cái eo nhỏ xíu luôn. Tại vì phần này nó ôm cái eo mình á, khỏi cần nịch đai nịch bụng gì cho mấy bà, cũng giảm eo nữa nha. Rồi 49k quần, quần ngố 49 giùm em. Quần ngố 49 giùm em nha. Rồi thun thái này em được hai màu, màu hồng với lại màu đen. Em bán 45k, màu hồng 45 và màu đen 45 giùm em thun thái. Hồng 45, đen 45 nha mấy chơi. Hồng đen giùm em 45.000 con. Vải nè mấy chơi ơi. Ngọc Giàu bị ghim cảnh báo, em ơi mua hàng chuyển khoản mới để đơn. Đây, chốt liền giùm em con hồng 45 và con đen 45 nha. Vải không đẹp không bán luôn đó bà. Váy trắng sao, váy trắng sao em tặng mọi người ơi. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất của Lam tặng cái con váy đó. Rồi cho em xin mã là hồng, hồng 45 và đen 45 giùm em nha. Vải này vải thun đẹp rất, rất là xịn nha mấy chứ. Thun ôm á. Đen 45 cho hồng ngọc. Màu đẹp, màu hồng này khỏi phải chê luôn mấy chứ ơi. Đẹp lắm thật sự. Màu hồng này rất đẹp. Màu hồng vải rất đẹp mấy bà ơi. Hồng liền đi mấy bà. 45 gan con ngọc, vải đẹp cực kỳ luôn. Tao đang bán trăm mấy, trăm hai, trăm ba đó, em bán 45.000. Hồng cho em tiếp. Tiếp. Rồi cho em xin mã là mã vàng 45 luôn. Trời ơi cái màu vàng để em đưa gần cho mọi người xem kỹ không. Cái màu vàng ở ngoài nó màu vàng đẹp lắm mà mọi người ơi, like nó ra màu vàng nhạt. Vàng giùm em liền nha mấy chế, 45.000 luôn. Đây mặc với lại chân váy rất là xinh nha mấy chế. Vàng 45. Con này ra shop mua không dưới 100.000 nha. Vải nó mấy chế cận chất vải với mấy chế xem ha. Vải đúng đẹp luôn chưa. Rồi cho em xin mã vàng 45. Vàng 45 liền nha mấy đại yêu ơi. Rồi thun trắng 45, hình như này được thun đậm trắng tao. Rồi một trắng một đen luôn. Chân váy bao nhiêu rồi? Chân váy 60, chân váy xịn. Rồi em có một trắng một đen luôn 45k con. Áo nó xịn như hàng local nha mấy chế. Hàng xịn như hàng local nha. Một trắng một đen luôn 45k con. Cái này mọi người chốt một cặp đi, có 90.000 thôi. Về mặc chung với lại người yêu siêu xinh luôn nha. Một cặp áo liền giùm em 90, mặc siêu đẹp giùm em nha mấy chế. Vải cực kỳ xịn. Rồi chốt liền giùm em một cặp áo thanh tiền ghé lấy á, 60. Ok, rồi cho em xin liền một cặp áo đi mấy chú ơi, 90.000, vải siêu đẹp giùm em. Cặp áo 90k. Rồi chân váy cao cấp nè mấy bạn. Chân váy cao cấp liền giùm em nha, 55.000 con. Chân váy cao cấp 55k con. Chân váy cao cấp 55k. Rồi chân váy cao cấp giùm em 55.000 nha mấy bà ơi. Con chân váy này mặc lên một phát là như hot girl rồi vậy mấy chứ. Mặc sụ, như hot girl mặc sụ. Vải rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mặc lên nhìn cái eo của mình nó nhỏ xíu xíu rồi mấy chớ thôi. Nó có phần bao chuẩn đây nè mấy chớ. Mặc lên nó ôm cái eo của mình nhỏ xíu à. 55k nha. Chân váy trắng giùm em nha, 55.000. Chân váy trắng 55 giùm em.
Rồi chân váy đen luôn đi, giống vậy mà màu đen nha, 55k. Cái này móc quần á, cho nhìn chế ha. Chân váy trắng và chân váy đen giùm em nha, 55 móc quần lên để chín mít á. Chân váy Hồ Quyên em lấy màu gì em? Hồ Quyên lấy màu gì đó chị các em ơi. Rồi đưa tiếp hàng xếp vào lên chế. Đưa tiếp xếp vào lên chế. Cái gì đây? Rồi set này 39k cho bà nào tương tác nè. Chân váy đen 55 cho Thanh Tiền. Set đen 39.000 giùm em nha. Set đen 39k giùm em. Set đen 39.000 bà nào nãy giờ tương tác em tặng set này 39k. Set đen 39.000 giùm em nha. Đây, siêu đẹp chưa? Set đen liền nha mấy bà yêu ơi, 39k. Set 39 cho Trần Thị Thanh Tâm. Nó ngực. Wow, xuất sắc vậy trời, thân lụa luôn á. Rồi cái áo này cho nam nha mấy bà. 39k giùm em. Áo thun hàng hẳn cho nam luôn nha mấy chế, hàng hẳn luôn nha, hàng rất đẹp. Vải nè mấy chế ơi, màu xanh coban á, nam mặc cực kỳ đẹp luôn. 39k mấy cái áo này tựa như là áo áo đó, áo thun đá banh đó mọi người. Nó rất đẹp. Rồi 39k thun 39 liền cho nam mặc á. Thun 39 cho Bích Nhi. Rồi cho em xin mã thun cao cấp đen 45k. Trời ơi, thun cao cấp đen liền nha mấy chế, 45.000 quá trời xịn rồi. Thun cao cấp đen giùm em nha, 45k. Trời ơi, đúng xịn luôn á. Cao cấp đen 45.000 giùm em. Cao cấp đen 45k. Vải đẹp lắm. Đen 45 nha. Trời ơi, bà nào không chốt tôi chốt nè. Trời ơi, bà nào không chốt thì tôi chốt. Con áo này quá chứ tệ. Trời ơi, sao mà tôi đúng vậy chốt. Rồi, bà nào chốt thì báo em, comment mã áo nhung số 5 nha. Bà nào không chốt, em chốt con áo này vải đẹp quá. Màu nhỏ, màu này rất là màu kiểu rất là màu hồng đất mọi người ơi, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương luôn. Áo nhung cao cấp giùm em nha, 65. Rồi, cho em xin mã màu be nha mọi người ơi, màu be 55k, màu be 55.000 luôn. Màu be em có màu be, màu be 55.000. Khoác 65 cho Bích Nhi. Rồi mấy con áo này thì khỏi khỏi bàn tới mấy bà ơi, vải lúc nào nó cũng đẹp không. Be 55 cho Bích Nhi. Không lúc nào cũng xinh đó mấy bà. Chốt thả ra luôn nha, đẹp lắm. Rồi cho em xin mã set cam nha mọi người, 55.000 set nha, vải siêu đẹp. Set cam giùm em 55k. Cam 55 giùm em nha. Đây, siêu đẹp chưa? Set cam 55.000 giùm em. Form quá đẹp nha mấy chế, xuất sắc lắm nha. Set cam liền đi mấy chế ơi, set này không dưới 100.000 đâu mấy chế. Set cam giùm em nha, 55k. Cam 55 giùm em. Rồi, một con nỉ ghiêu 49.000 luôn, chế kim mộng ghé lấy. Nỉ ghiêu 49.000 luôn, một con cuối cùng không có được đâu mấy bà ơi. Đây, cái chữ của nó là nó sẽ dập phồng lên. À đây, đây, đưa gần gần, mọi người sẽ nhìn thấy được cái màu ghiêu chuẩn ha. Rồi, cái chữ của nó sẽ dập phồng lên giùm em nha, 49k. Rồi, mình liền giùm em mã nỉ ghiêu 49.000 dày lắm nha. Như hàng em bán trăm mấy á mấy bà. Nỉ ghiêu 49k giùm em nha, một cái à. Nỉ ghiêu 49 giùm em. Lấy thêm hàng cho chế nha. Rồi cho em xin mã xếp loe nha mọi người. Rồi xếp loe 65 giùm em nha. Hụt lần thứ N đó, bà nào nãy giờ mà hụt quá thì chốt liền giùm em nha. Bích lắm. Có giày xếp mà nó bị lộn xộn á, nó bị lạc lạc qua trong này trong kia á. Rồi cho em xin mã xếp đen 49k xếp. Ôi 60.000 xếp. Xếp loe 60.000 xếp nha. Xếp loe 60k. Loe 60 giùm em một xếp thôi mới đọc siêu đẹp. Loe 60 giùm em nha. Rồi, nãy giờ bà nào hụt mấy con hó khoác thì chốt liền giùm em con khoác đen này đi mấy chế. 55.000 giùm em nhận hàng, kiểm tra hàng chất xấu trả hàng ok không? Loe 60 cho Thanh Tâm. Cho em xin mã là khoác đen nha, 55.000 giùm em. Dậy nha mấy bà. Mặc lên nó sẽ dậy nha, nó ôm rất đẹp nha mấy bà ơi. Rồi xích đen, áo khoác đen 55.000 giùm em. Cái váy ngoài sao em tặng á mọi người, ai chia sẻ nhiều nhất cuối live tặng cái váy ngoài sao á. Rồi mọi người cho em xin mã là khoác đen nha mọi người ơi, 55.000 con áo, quá đẹp luôn. Vải nè, cực kỳ xịn luôn. Rồi đen 55.000 nha. Đen 55.000 giùm em, chia sẻ mạnh tay lên mấy rồi. Rồi cho em xin mã vàng 45k, con áo vàng 45 luôn. Cái màu lai chán quá nha. Còn sọ xịn còn á em. Đen 55 cho Nhung Trà. Rồi cho em xin mã này là mã cho em xin mã này là mã vàng nha mọi người, 45k hàng đẹp. Vàng 45 giùm em hàng đẹp nha. Vàng 45 giùm em, vải xịn đó. Cái kéo này chắc không đứt luôn. Vàng 45 giùm em. Vải bo rip xịn giùm em, áo polo cổ trụ nha mấy chế. Rồi
Rồi, cho em xin mã là Bomber 69.000 giùm em luôn con áo này. Em bán tới 180.000 mà mới chết. Rồi cho em xin mã Bomber 69k nha, hàng đẹp chuẩn luôn nha mấy bà. Bomber 69.000 giùm em đây bên trong nè. Vải quá trời xịn luôn mấy bà ơi. Cầm cái chắc là biết hàng hàng cao cấp liền rồi mấy bà ơi, yên tâm đi. Bomber 69.000 về bán trăm mấy giùm em nha, vẫn ok. Bomber 69 cho Phương Trâm. Ok vậy. Rồi. Cho em xin mã là mã dù 59.000 dù 59 giùm em. Mã dù 59.000 có 1 cái không có nhiều đâu mấy bà yên tâm. Dù 59k giùm em nha. Mã dù 59.000 giùm em luôn. Mã dù 59k. Kèm giá vô nhau Hoàng Thị Lệ ơi. Kèm giá vô. Rồi cái này em có số lượng bao nhiêu? 59 cho Hoàng Thị Lệ. Cái này em có số lượng nè, tặng luôn cho mọi người 3 lỗ 19k nha. 3 lỗ giùm em 19.000 nha mấy bà, siêu đẹp luôn á. 3 lỗ 19k giùm em đi, mặc quá trời mát, là mặc với lộn đùi nhà siêu mát luôn. 3 lỗ 19k cộng số điện thoại giùm em. 3 lỗ 19.000 giùm em nha, cộng số điện thoại em có nhiêu đây nha, tặng luôn 19.000 hết. Tặng luôn 19k. Mặc không biết bao giờ mà hư cái áo này luôn mọi người. Đây logo dọc nổi thiêu luôn. 3 lỗ 19k giùm em, comment mã 3 lỗ 19.000 nha. Ok, Trần Thị Thanh Tâm có nè. Rồi 3 lỗ 19 đi mấy bà ơi, lên liền đi, có 19.000 à. Rẻ lắm, uống ly trà sữa cũng hết, là mua ngay cái áo đi mọi người. 19k giùm em nha. 3 lỗ 19 giùm em. Hết ca nên hết rồi. Hết ca nên hết rồi mấy bà ơi. Rồi, thôi lấy cái lấy 3 lỗ giùm em, mã 3 lỗ giùm em 19.000 nha. Rồi, 3 lỗ, comment mã 3 lỗ giùm em 19k, cái hầu quá trời. Rất là nực luôn. 3 lỗ 19.000 đồng men liền men. Chết kẹt đi. Giận cây bóp luôn mèo. Giận cây bóp luôn. Không có kẹt lên nhẹ mình đi. Cái tên nó từ từ thôi. Đi. Rồi. Tại đi quá trời nực rồi, nhưng mà muốn lên mình nhanh cho mọi người á. Mọi người cũng để ý em nha, mọi người chỉ quan tâm tới đồ em thôi nha mọi người ơi. Rồi, cho em xin mã là set gấu. Ôi trời ơi, set này đẹp mọi người. Ôi mọi người, vải nè. Đúng xịn, đúng chất lượng luôn á mọi người. Cho em xin mã set gấu nha, 59k. Trời ơi, cái quần này siêu đẹp luôn á. Set gấu giùm em 59.000. Cái vải siêu chất lượng luôn á bà. Xích gấu giùm em liền nha, 59k giùm em là có đơn. Xích gấu 59k. Xé 59 cho Hồng Phượng. Cái vải siêu chất lượng luôn mấy bà ơi. À còn một gấu đen nè, bà nào thích màu đen chút em màu đen liền giùm em nha, 59k. Siêu đẹp giùm em luôn. Đen giùm em nha, 59k. Quá hot luôn mấy bà ơi. Mã này xích đen giùm em nha, 59k. Hơn cái quần này hơn 59k rồi nó chết. Comment mã giùm em là gấu đen 59k. Gấu đen nha mới chết, 59.000. Gấu đen mới có đơn nha, 59k. Em còn một gấu đen thôi, cầm em nhỏ gấu đen nha. Gấu đen 59 cho Huỳnh My. Rồi cho em xin mã quần le xịn nha mới chết. Trời ơi, cái phong quần le nè mới chết ơi, 65.000 giùm em. Mua cái quần này xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mít tái tăng ngọc đồ, cái gì cũng được chứ, cái gì mít vô cũng xứng chứ mới chết. Loe 65 giùm em nha. Trời ơi, cái phông quần nè, mặc lên một phát là nó chuẩn y chang vậy luôn nha mấy chế, không có hề mắc phông gì đâu nha. Loe giùm em nha mấy chế, 65k. Quần loe xịn 65, 40-58kg, chắc coi giãn giùm em. 40-58kg vừa. Loe 65k một con thôi. Loe 65 có một con thôi mấy bà, siêu đẹp luôn. Loe nha, 65. Rồi xếp gấu nha. Xếp gấu này hot nè mọi người ơi, 60 giùm em. Gấu 60 giùm em nha, set gấu 60 giùm em. Set này hot lắm. Quần 65 cho Nhật Thanh. Rồi set gấu 60. Set gấu 60 giùm em. Vải đẹp ghê luôn mấy bạn. Beo đâu rồi? Set gấu 60. Set gấu 60 giùm em nha. Set gấu 60. Set gấu 60. Set gấu đó vải đúng xịn nha mấy bà. Rồi cho em xin mã đỏ nha mọi người, pyjama đỏ luôn, 49k một bộ, pyjama đỏ lụa mango đỏ 49.000 giùm em. Cái màu đỏ ngoài nó đẹp mình lai nó cháo quá. Đỏ 49k giùm em. Set gấu 60 cho Nhật Thanh. Đỏ 49, đỏ 49 cho Bích Nhi.
Rồi cho em xin mã là quần đùi. Quần đùi giùm em 45k, mã quần đùi 45 nha, vải đẹp. Quần đùi 45k giùm em nha. Quần đùi 45.000, đây phom quần trắng siêu xinh luôn mấy chế. Quần đùi 45k là có đơn nha, quần đùi 45 có một cái à. Quần đùi 45 giùm em, hết pyjama. Hết mã pyjama đỏ. Rồi con váy siêu dễ thương. Maxi giùm em nha mấy chế, 49.000 giùm em luôn, đi biển bao ok luôn. Đây siêu dễ thương cho. Váy dài qua gối luôn nha, tới mắt cá chân á. 49.000 con váy luôn. Comment mã giùm em là váy vàng 49k nha mấy bà, siêu đẹp. Váy vàng giùm em 49k. Quần đùi đó chứ còn màu trắng à. Rồi váy vàng 49.000. Quần đùi đó chứ còn màu trắng. Rồi cho em xin mã quần loe nha mọi người, 45.000 quần loe 45. Loe 45k giùm em nha. Quần loe 45.000. Đây, phong quần loe 45k giùm em. Loe 45.000. Loe mã loe 45k nha. Loe 45.000 giùm em một cái à. 45k. Loe 45 giùm em. Loe 45. Rồi, bộ nè. Gấu trời ơi, cái màu hồng ngoài yêu chứ mà lên la chán thì cái la nó chán, đúng chán cái màu filter nó đúng chán. Rồi cho em xin mã xích hồng 49k, xét xích gấu hồng 49.000 nha mấy bà. Gấu hồng 49.000 giùm em nha. Cái màu hồng ngoài siêu dễ thương quá. Nó có màu hồng với lại màu nâu. Comment liền giùm em con hồng với nâu nha mấy chế, 49k giùm em một set 49.000 giùm em nha. Xét gấu 49 cho hồng phương. Hồng phượng. Rồi em còn màu nâu thôi à. Comment mã nâu giùm em 49. Mã nâu 49 giùm em. Set nâu 49 cho hồng phượng. Rồi, hai set. Cho em xin mã là xám nha mọi người, 55 giùm em. Xám 55. Xám giùm em nha, 55k. Chốt mã xám 55 giùm em nha mọi người. Xám 55 giùm em. Mã xám 55. Xám 55 cho Bích Nhi. Mũi quá, mũi mũi. Rồi cho em xin mã là áo xịn nha mấy chế. Áo xịn đi, thật sự vải này rất là đẹp luôn. 45k luôn đi. Đó, cái form của nó mặc lên sẽ vậy nha. Rất là đẹp, ôm lắm, cực kỳ đẹp nha. Đây coi dạng 40-58kg vô tư vừa cho em luôn. Hồng 45k, mã hồng 45. Vải đẹp cực kỳ luôn á bà. Hồng 45, đen 45 luôn. Con đen này 45 giùm em nha. Nhịn mát là biết xịn liền rồi, phải không? Rồi cho em xin mã đen 45, hồng 45 giùm em đi. Phơm vải rất là đẹp nha mấy bà. Vải cực kỳ xịn luôn, chắc vải mướt rượt rồi mấy bà ơi. Vải bò rít hàng Thái giùm em nha. Đó, đẹp chưa? Đen 45 và hồng giùm em 45k con áo, quá đỉnh. Đen 45, hồng 45. Rồi, cho em xin mã là chân váy xịn 60.000 nha. Lâu lâu mới có mấy cái chân váy này. Thật sự lâu lâu mới có, hàng này hiếm luôn. Chân váy 60k giùm em. Chân váy 60 nha mấy chế, đây đẹp cho. Chân váy 60 liền nha mấy bà. Con cái à, đẹp lắm. Chân váy 60 giùm em. Chân váy đen 60k. Chân váy đen 60.000. Rồi cho em xin mã pyjama nha mọi người, 60. Pyjama 60 giùm em. Pyjama hoặc là bộ 60 là có đơn. Pyjama hàng mango. Pyjama hoặc là bộ 60 nha mấy chế, hàng mango giùm em. Chia sẻ giùm em đi mấy bà ơi, chia sẻ mình tay lên giùm em. Đây, tặng cho cả cái váy này luôn nha mấy chế. Váy này cao cấp giùm em 220 em tặng luôn cho bà nào có được chia sẻ nhiều nhất ở cuối like nha. Chia sẻ nhiều nhất giùm em. Không phải là khi mà em tắt like mọi người mới chia sẻ là không có tính đâu nha mấy chế. Em chỉ tính từ lúc mình đang like thôi nha. Phải chia sẻ giùm em nha. Bộ 60 cho Bích Nhi. Ok, hết bộ. Không phải là lúc mày mập like mà chia sẻ thì em cũng không có tính nha. Rồi, thun xịn giùm em luôn mấy chế, 49k. Trời ơi, con thun này rất là đẹp luôn mấy chế. Thun xịn giùm em 49.000 nha mấy bà ơi. Thun xịn 49 giùm em. Trời ơi, thun xịn 49 liền đi mấy bà ơi. Vải quá trời xịn luôn á nè. Vải rất là đẹp luôn mấy bà. Vải cực kỳ xịn. Dày giả mang dày luôn. Thun xịn 49 giùm em là có đơn. Thun xịn 49.000 là có đơn. Rồi chuẩn bị lên siêu phẩm không đúng rồi. Thun xịn 49.000 giùm em nha. Rồi cái này có nâu, cái này có đen.
đen, tím, trắng. Đen, tím và trắng giùm em. 45k một con áo crop top, vải bo rip hàng ôm giùm em, cao cấp lắm đó chứ. Vải rất là xịn nha. Rồi cho em xin mã đen, trắng và tím giùm em 45.000. Đen trắng tím 45 giùm em. Đen trắng tím 45 nha, đẹp lắm, vải đẹp. Đen trắng tím giùm em 45k con áo. Đen trắng tím nha mọi người ơi, 45.000. Chắc coi giảm cực kỳ luôn. Đen trắng tím giùm em 45.000, màu tím này mọi người đưa gần nguồn xem màu tím nha. Đó, form áo rất đẹp, 45k. Đen trắng tím giùm em 45.000. Chốt liền nha mọi người ơi, đen trắng tím 45k giùm em. Mấy cái áo crop top này vải coi rip rất là mắc tiền cho mấy chơi. Đen trắng tím giùm em nha, 45k. Đen trắng tím 45 giùm em nha. Đen trắng tím 45. Rồi. Cái này là fit váy body nè mấy bà. Treo hàng lên nhìn chết đi. Treo hàng lên đi. Đây, set đen giùm em luôn mọi người, 55.000 nha. Set đen 55.000 giùm em. Form quần đây mấy bà. Form quần loe á, rất đẹp luôn, rất sang. Rất sang nha. Form quần loe rất đẹp luôn. Set đen 55k. Set đen 55.000 giùm em một set thôi. Siêu đẹp. Đây. Set đen 55.000 liền đi mấy bà ơi, có một set à. Set đen 55.000 giùm em nha. Đen 55 chứ mất gì. Ok, mã đen 55. Rồi đây cái quần đùi đen hồi nãy bà nào hỏi nè, em còn một cái đen 45.000 nha. Mã quần đùi đen xịn nha, mấy chế 45k còn có một cái à. Quần đùi 45 giùm em còn có một à. Quần đùi 45, cái phân quần này rất là đẹp mọi người ơi. Quần đùi 45 em chỉ còn một thôi. Quần đùi 45. Đùi đen 45 giùm em. Rồi mã xám này 55.000 xét giùm em nha. Mã xám 55 giùm em. Đây. Crop top đen 45 cho Nguyễn Ngọc. Ok. Nguyễn Ngọc ơi, sao nãy khách chốt không có số điện thoại đọc lên. Nguyễn Ngọc á, Nguyễn Ngọc ơi, khách mới lên kèm số điện thoại giùm em nha Nguyễn Ngọc ơi. Đen 45 cho thỉ tiền. Là em 45 đó nè, đen mình đùi 45 rồi, mình đùi 45 rồi. 855 cho bích gì? Khách mà lên có số điện thoại là đọc liền, nếu không ai biết không đọc thì sao năm người ta biết thì mới lên được. Cho em xin mã là khoác cao cấp. Quá đẹp. Cho em xin mã khoác xám cao cấp nha, 55.000 giùm em đi. Cái màu xám này mặc rất là chống da, rất là sang. Mặc hoài là được hoài, mấy chứ không bị hư hỏng gì đâu. Đây, khoác xám giùm em nha, 55.000. Xám 55. Xám 55 cho Bích Nhi. Rồi cho em xin mã màu be 55k. Màu be 55 giùm em một con. Màu be 55. Thêm hẹn chết đi đâu rồi. Màu be 55.000 nha mấy bà. Màu be 55.000. Màu xám mà nó nghiêng về be á mấy bà. Siêu tôn da luôn. Màu be 55 giùm em. Pyjama, bộ pyjama giùm em 60.000 một bộ. Bộ 60, bộ vàng 60 giùm em nha. Bộ vàng 60 giùm em luôn mấy chế. Siêu đẹp ha. Bộ vàng 60 giùm em. Đuổi nha mấy chế. Hàng đuổi không bao giờ mà nó hư hỏng đâu. Mặc hoài được hoài à. Không bao giờ giãn đâu. Giãn phơm mất phơm gì đâu. Mặc hoài đẹp hoài à. Bộ 60 nè. Bộ 60 chứ mất gì. Rồi cho em xin mã bộ 39 luôn đi. Bộ pyjama 39.000 nha. Pyjama 39.000 bộ mèo thằng thài mấy chế. 39.000 luôn. Quần dài áo tay ngắn. Quần dài áo tay ngắn giùm em phơm thì dưới 65kg vừa. Quần dài áo tay ngắn 39.000 bộ luôn. Chia ăn. Rồi bộ 39k một bộ thôi. Bộ 39.000. Bộ 39 cho ngồi. Pyjama 39 cho ngồi nha. Rồi gấu 45 nha mấy bà. Mã gấu 45 giùm em nha. Một bộ gấu nâu 45, gấu hồng 45. Gấu nâu 45, gấu hồng 45 giùm em. Nâu 45, hồng 45 nha mấy chết. Ôi cái phong dễ thương ghê luôn mấy bà ơi. Nâu 45 giùm em nha. 45.000 bộ gấu vậy mặc rất là cưng. Phơm 50kg quay lại vừa. Gấu nâu 45 cho ngăn kia. Ok em còn một hồng. Comment liền giùm em mã gấu hồng 45k luôn. Gấu hồng 45 liền nha mấy bà ơi. Thấy cưng quá. Gấu hồng 45 giùm em nha. Gấu hồng 45 cho hình trang. Ok có. Rồi cho em xin mã là xét ngủ. 3 món không? Không, cái này có 2 món à. Xét ngủ dưa hấu nè mấy chơi. 45.000 luôn đi. 45.000 bộ dưa hấu. Comment mã giùm em là dưa hấu 45. Mã dưa hấu nha mấy bà, 45k.
Quần ngố giùm em thấy cưng lắm. Mặc mấy set này ngủ mặc thấy cưng. Anh ngủ không ăn cho tích vậy. Ok có. Rồi cho em xin mã váy xịn 60.000. Đó, con váy này đi du lịch tới bài luôn, tới một chuyện luôn. Đây đưa gặp người xem cái màu xanh min này, hổm like rồi màu đẹp giả men luôn, lên like nó cháo quá ra màu xanh vàng vàng đúng rồi. Màu xanh này rất là đẹp nha, mặc lên nó. Nói chung là cái váy này mặc siêu xinh đó mọi người ơi, em có mặc like rồi. Em mặc like 2-3 bữa trước á mọi người, đẹp lắm. Rồi váy giùm em đi 60 mà không đẹp giả hàng luôn đó bạn. Bao đẹp. Bao đẹp liền. Nha, hàng đẹp rất đẹp luôn á. Váy 60 giùm em nha. Rồi trời ơi, có quần này cao cấp quá vậy má ơi. Cho em xin mẫu quần legging đen luôn, 39k một con thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng giùm em, con quần này chắc xấu cho trả hàng luôn nha. Bán 39.000 mà cho bao hàng, bao kiểm tra luôn. Quần 39.000 giùm em, legging nó siêu đẹp luôn mấy giới. Hàng này hàng tiện. Quần 39 nha. Mẫu quần 39 nha mọi người. Quần 39 giùm em. Cắt cái này mình đổi ra xuống. Cắt mấy cái này bỏ đi chứ. Cho em xin mã là thun nâu. Ủa thun đen 45k, thun Mickey mọi người. Vải rất là dày luôn, rất là tiện. Rồi thun nâu 40, ở thun đen 45.000. Quần 39 cho Nhung chàng. Rồi thun đen 45k một con, thun đen 45.000. Thun đen 45. Rồi áo kiểu 39 là mấy chế. Áo kiểu đen 39 cái áo này hot lắm. Cái mẫu này siêu hot luôn. Cái mẫu mặc cái mẫu này mặc mọi người mặc nhìn nó kiểu nó sexy lắm mọi người. Đây, nó sẽ hở ở trên này nha, nhưng mà không có lộn ngực nha. 39.000 con luôn, đen 39 đi. Mặc rất đẹp luôn. Áo đen 39. Rồi khoác giùm em 49k khoác vàng luôn đi, một con 49.000 luôn. Rồi chốt mã khoác vàng 49k giùm em nha, các coi giảng. Khoác vàng 49.000 giùm em nha. Khoác vàng 49k. Rồi. Khoác 49 cho Bích Nhi, áo kiểu 39 cho Lê Khả Như. Cho em xin mã là áo kiểu sọc nâu. Sọc nâu nha. Cho em xin mã sọc nâu nha mọi người. Sọc nâu giùm em 39.000 luôn một con, sọc nâu 39.000. Sọc nâu 39.000 giùm em đi. Sọc nâu 39.000 giùm em. Vàng giùm em 55.000 luôn, mã vàng 55. Mã vàng nha mấy bạn, 55k. Siêu đẹp nha. Mã vàng 55 giùm em, siêu đẹp luôn á. Xuất sắc chưa? Mã vàng 55 nha, đẹp ghê luôn. Vàng 55 giùm em là có đơn. Mã vàng 55 giùm em. Mã vàng 55 nha. Vàng 55 cho Ngâm Kim. Ờ, hình như có khách mua đồ gì á. Gọi điện. Vàng 55 hả? Vàng 55 cho Ngân Kim. Rồi ok. Rồi cho em xin mã là set đen nha mọi người, set cam nha mấy bạn ơi. 49.000 giùm em đi, cái set Mugino. Rất xinh luôn á mấy bạn. Đây, dưới 55k quay lại giùm em nha. Set cam giùm em 49k đẹp. Set cam 49 giùm em nha. Xinh quá à. Phơm gọng giùm em nha mấy chế, quần legging gấu Mugino. Siêu hot luôn. Set giùm em 49k. Set 49 cho Ngân Kim. Trời ơi, màu đỏ đô nó siêu cháy luôn á mấy bà. Siêu đẹp luôn á. 55.000 con khoác đỏ nha. Comment nào khoác đỏ 55 giùm em nha. Đây đẹp ghê luôn á bà. Đẹp xỉu luôn á. Khoác đỏ 55 giùm em nha. Có con tới không? Khoác đỏ 55 nha. Khoác 55 cho Bích Nhi. Đẹp không luôn á. Đây còn 2 set nhanh tay lên đơn nha mấy chơi. Hồng giùm em nha. Cái màu này là màu hồng nhạt giùm em luôn. 55 căn xét luôn, hồng nhạt 55 được 2 bộ. Hồng nhạt 55 được 2. Hồng nhạt chị em nha 55.000. Hồng nhọc, hồng nhạt 55.000 xuống dưới đi có khách dưới. Hồng nhạt 55. Hồng nhạt 55 comment mã hồng nhạt giùm em 55. Nhật thanh có một hồng 55 nè. Rồi, hồng 55 cho Ngân Kim nè hết. Xanh lá giùm em luôn 55 nha mấy bà yêu ơi. Xanh lá 55 giùm em đi, quần legging ôm giùm em. Quần legging ôm giùm em nha, màu xanh lá chứ không phải là màu xanh chuối đâu mấy bà. Xanh này rất đẹp luôn á.
màu xanh tinh lai nó chán quá. Xếp xanh lá giùm em nha, 55 ngàn xếp giùm em, siêu đẹp luôn. Xanh 55 như bích nha. Rồi, trời ơi, xếp ống gọng siêu đẹp luôn mấy chơi ơi, sọc giùm em, mã sọc giùm em luôn đi, 55 ngàn luôn. Sọc 55, ơi mọi người ơi, không được rồi. Nó bị dính đây tí rồi, về giặt giùm em teo luôn, xếp này 39k. Xếp 39 về giặt giùm em cái là được, không dễ dân. Xếp 39 nè, mã này nó bị dính rồi, đen tí rồi, về giặt giùm em. Xếp 39 ngàn thôi. Mà nào chịu về giặt giùm em thì em chốt 39k nha. Xếp 39 cho thu lại. Rồi, cái này... mọi người ơi, cái này màu xanh coban em tặng luôn cho mọi người 29k. Cho bà nào tương tác giùm em nha. Áo này áo chống nắng nha mọi người, mua con này cũng trăm mấy rồi. Em tặng luôn 29 ngàn, bà nào có tương tác em tặng 29k. Khoác 29 giùm em, tương tác thì tặng nha. Khoác 29 giùm em nha. Ôi con áo này đẹp thắm rồi. Đẹp nha quý vị ơi. Tặng 29 cho ngồi nha. 55 giùm em nha mấy bà. Khoác đen 55 làm liền đi mấy bà ơi, đẹp lắm. Khoác đen 55 vải siêu đẹp luôn mấy bà ơi. Khoác 55 cho bích nha. Cái này được hai con là chốt luôn mọi người. Cái màu á, ở ngoài em bao cho mọi người là màu nó siêu đẹp nha. Đây đây đây, cặn chắc đây. Cặn cái màu nó này, không. Nó cũng chói à, nó cũng chán, nó ra màu khác mọi người. Em chốt một cặp luôn cho mọi người 80 nghìn nha. Bà nào comment mã một cặp áo 80 giùm em đi. Rồi cái ở ngoài cái màu nó đúng đẹp luôn á. Còn lẻ một cái là 49 giùm mình, giùm em nha. Màu xanh 49 giùm em, một cặp là 80 ngàn. Cái ở ngoài cái màu đúng đẹp luôn, like nó cháo quá trời cháo mọi người. Rồi xanh giùm em nha, một cặp thì 80 ngàn, còn một cái thì 49 nha. Rồi xét sọc giùm em 55 ngàn giùm em nha. Mochino thiêu luôn, Mochino giùm em. Sọc 55k, sọc 55 nha mấy chế. Xét sọc 55 ngàn, mã là xét sọc 55k giùm em nha, siêu đẹp luôn. Mã sọc nha mấy bà ơi, hàng đẹp giả mang luôn á. Sọc 55 giùm em. Sọc 55 cho ngăn kim. Chia sẻ giùm em nha mấy chế. Em tặng cho mọi người con áo này thun cao cấp, thun hãng luôn, 19k, nhưng mà phải có logo người chia sẻ mới đọc chút đơn nha mấy chế. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em, chia sẻ lên nha mấy bà ơi, phải có logo người chia sẻ mới đọc chút đơn nha. Có không sợ iPad ở đây không cô? Rồi chia sẻ mạnh tay lên giùm em, thun 19k con thun cao cấp, phải có logo người chia sẻ mới đọc chút đơn nha mấy chế. Không có logo em không đọc chút đơn được đâu nha. Rồi bà nào mà lỡ mà có may mắn trúng được cái áo này nhưng mà không có chia sẻ trong cái thời gian live, em cũng xin hủy phần quà nha mọi người. Rồi nha. Thun 19 cho Lê Nhi. Rồi cho em xin mã là set sọc xanh. Set sọc xanh giùm em nha mấy chế yêu, set sọc xanh giùm em nha. Em tặng cho mọi người với giá là 55.000 luôn. Ồ cái set này cái màu xanh dúa nó đẹp giá mang đẹp luôn mấy chế. Set sọc xanh giùm em nha, 59k. Đẹp giá mang đẹp luôn, 55 chứ, 55 á, 55 hay 59 gì không nhớ, 55 đi. 55 đi ha, bán tương tác luôn. Rồi set sọc xanh 55k giùm em nha, siêu đẹp. Xếp sọc xanh 55 giùm em. Bộ ngủ 2 dây mango giùm em luôn 45k. Bộ ngủ 45 nha mấy bà yêu ơi. Bộ ngủ 45 mặc một, mua một bộ đồ này mặc mấy năm trời luôn nha mấy chế. Ổng bị gì chứ, mặc hoài vậy hoài à mấy bà ơi. 45k. Comment mã giùm em là bộ vàng 45, mặc hoài đẹp hoài luôn. Xanh 55 cho Anna Thiết. Bộ hoa 45 và bộ tím giùm em 45k nha mấy bà ơi. 45 ngàn thôi mấy chơi, màu tím môn này quá trời ngọt ngào à. 45 nè. 45 cho Hà Hà. Rồi, tím 45 nè mấy bà, tím 45. Rồi màu bộ hoa 45, bộ hoa này mặc cũng yêu nữa. Mấy bộ này tao nói mặc đẹp lắm, mát rưỡi ra. Nhìn nè mấy chơi, hàng mango giùm em nha. Mango giùm em nha mấy chơi, 45k bộ. Rồi bộ này giùm em là bộ hoa 45 hết. Bộ hoa 45, bộ tím 45 là hết. Mẫu có bộ à. Rồi. Hoa 45 cho Thanh Tâm. Cái set này xịn nha. Ơi set này không lấy để mặc đó mọi người. Set này vải đẹp ghê luôn á. Bà nào không chốt em chốt luôn. Set này 65k.
màu cốm 65, bà nào không chốt em chốt. Thật sự bãi đẹp ghê luôn. Mà cái form cũng thấy cưng đó, mọi người mặc lên cái nhìn thấy cưng lắm. Đây, cho em xin mã là màu cốm nha, 65k. Để riêng đi không, em chốt cho em ạ. Bãi đẹp. Xé 65 cho anh con. Ok. Trời ơi, xịn nha. 60.000 set. Comment liền giùm em mã set sọc 60. Cái logo phiêu luôn á bà. Logo xịn luôn á. Rồi set sọc nha, 60.000 giùm em. Phơm này quần le. Ủa quần ôm mấy bà. Đẹp lắm. Rồi cho em xin mã set sọc 60. Set sọc 60.000 giùm em nha. Xịn. Set sọc 60k. Cho chiếc thêm hàng. Set 60 cho Nhật Thanh. Set 60 cho chiếc thêm hàng. Rồi cho em xin mã thun cao cấp 49.000. Bà nào chốt được cái áo này về nhớ là cho em xin cái phép bách nha. Thật sự bao giá toàn quốc luôn, toàn Facebook luôn, không ai bán rẻ hơn đâu mấy chứ. Trời ơi vải nè, trời ơi chấn động luôn á mọi người, vải nó đúng đẹp luôn á. Rồi chốt liền giùm em 59.000 con áo nha, vải xịn, giả mang xịn luôn. 59.000 con áo thun quá trời đỉnh. Cái áo vải rất là đẹp nha mấy bà, vải cực kỳ xịn luôn á. Mua con áo nó mặc mấy năm trời bình thường. Rồi cho em xin mã thun đen 45 một con thôi. Thun đen 45 mấy thun Quảng Châu này rất là hot. Thun đen 45. Cho em xin mã thun đen 45k. Đen 45. Chia sẻ lên đi mấy bà ơi. Hàng được giá rẻ không à, chia sẻ mạnh tay lên mình mang. Thun đen 45. Rồi cho em xin mã khoác xanh nha mọi người, 55.000 con khoác xanh luôn. Khoác xanh 55k giùm em. Mã là khoác xanh nha, 55k. Xịn chưa? Khoác xanh 55.000 nha mấy bà ơi. Khoác xanh 55k giùm em nha. Khoác xanh 55.000. Xanh 55 cho Bích Nhi. Xanh 55 giùm em nha mấy bà ơi. Rồi ok. Mọi người ơi đang xem live cho em xin một lượt thả tim, một lượt chia sẻ nha mấy bà ơi. Một lượt thả tim, một lượt chia sẻ giùm em nha. Để đẩy cái bài like của em lên mọi người. Cái này like không có thông báo hay sao á mọi người mà ít view lắm. Rồi cho em xin mã đỏ 45k. Mã đỏ giùm em nha, 45.000 bộ. Đỏ 45 giùm em, mã đỏ 45. Đây, siêu đẹp luôn. Đỏ 45 giùm em một bộ mango. Đỏ 45 bộ mango giùm em nha. Đỏ 45 bộ mango. Áo kiểu nhiều lắm luôn á mọi người, tóc áo kiểu nhắn xanh xem nha, áo kiểu hàng Quảng Châu nhiều lắm. Rồi cho em xin mã đen. Mã đen giùm em. Có bán không? Hay là lấy đồ. Cho em xin mã. Cho em xin mã đen nha mọi người. Mã đen giùm em 55.000. Không hẳn luôn mọi người, mã đen 55 nha. Mã đen 55 giùm em một cái à. Mã đen 55. Còn mã đen này 45 nha, mã đen này 45. Mã đen 55, mã đen 45 giùm em. Set này xịn nè. Mọi người ơi, set này rất xịn. Cho em xin mã là set 8 cao cấp nha mấy chứ, 65.000 giùm em. Ở cái set này mặc lên siêu xinh luôn á mấy bà ơi. Xám nha, 65 giùm em, vải nè. Đúng đỉnh luôn á mọi người. Xám giùm em nha, 65k, set này à. Set này không dưới 150 luôn á. Set này hàng kiểu như hàng jean đó mọi người, chắc jean á. Rất là đẹp. Về á, về giặt một phát là nó thẳng ra, tại này bỏ trong túi nó sẽ nhanh. Rồi. Xám 65 cho thằng Tâm. Xám 65. Xám 65. Cho em xin bộ hồng. Bộ hồng nha mọi người ơi, 55k giùm em mã pyjama hồng 55.000. Pyjama hồng tay dài quần dài luôn 55k. Bộ này bộ mango nha, mango giùm em nha, 55k bộ. Rồi chốt mã bộ 55 cho Bích Nhi. Rồi chuối nha, màu này màu chuối giùm em nha. Ôi ơi vải thái luôn á mấy chơi. 45k nha. Ôi cái phô máu đẹp giả mang luôn á. Màu chuối giùm em và màu trắng 45.000. Có hai màu xanh chuối và một màu trắng giùm em 45k. Nhận hàng kiểm tra hàng giùm em nha, chắc xấu trả hàng liền con áo này nha mọi người, vải quá trời đẹp rồi. Vải đúng xịn luôn. Rồi trắng và chuối giùm em, màu trắng với màu chuối nha. 45k con thôi mấy chị. Ủa màu chuối này màu mẫu khác nha mấy bà. Màu chuối này mẫu khác giùm em nha. Màu chuối này mẫu khác nha. Ủa màu trắng là mẫu khác nha. Và màu chuối cho An Ma Thiết nè. Rồi còn một màu chuối và một màu trắng. Màu trắng để cho Thùy Tiên, Thủy Tiên hả? Thủy Tiên. Rồi em chỉ còn một màu chuối thôi mấy chế. Đẹp lắm.
Vải cực xịn luôn á bà. Vải rất xịn luôn á, màu chuối giùm em nha. 45k nhận hàng là bất ngờ liền. Cái vải đúng đẹp. Màu chuối đó mặc siêu chen luôn, mọi người bắt chen lắm. Như còn cái gì nữa. Mẫu này có không? Đúng rồi, màu chuối nè mọi người. Chốt chuối, comment mã chuối giùm em nha, màu chuối còn. Rồi, mã nâu giùm em luôn. Nâu nha mấy chớ, trời ơi, thun của này thì mọi người yên tâm rồi, hàng cao cấp nè mọi người. Ra sớm mua đường nào cũng 120.000 cái nha. Mặc lên nó sẽ dậy nè mọi người, xịn lắm luôn á. Nâu giùm em nha mấy chớ, 45k luôn. Nâu 45 luôn nha. Nâu 45 và màu đen, có màu đen luôn, 45. Màu đen vải quá trời đẹp rồi, mấy bà ơi. Đen luôn, 45k con áo, mặc lên là xinh xỉu. Đen 45 và màu nâu 45 giùm em. Đen 45, nâu 45 nha. Vải đẹp vậy mọi người không chốt không mọi người, đẹp lắm mọi người. Nâu 45, đen 45 giùm em. Rồi cho em xin mã hồng. Hồng 45 luôn, con này hồng 45. Thun phơm rộng giùm em nha. Đây, hồng 45 hàng da ga nha mấy chế. Hồng 45 giùm em, mã hồng 45k hàng da ga giùm em. Hồng 45. Rồi bộ ngủ cam với lại bộ ngủ đen 45k luôn. Bộ ngủ cam, bộ ngủ đen giùm em nha. Bộ cam 45, bộ đen 45. Nâu cho Lê Khảo Như khách mới kèm số hội vô. Rồi ok Lê Khảo Như nha. Rồi cho em xin mã là mã đen nha mọi người. 45k. Đây, đen 45 và cam đắt 45. Đen 45, cam đắt 45 giùm em nha. Bộ ngủ này mặc hoài, dậy hoài mấy bà. Đó, mát lắm. Cái này là đuổi cao cấp giùm em, không phải là hàng thường luôn. Rồi cho em xin mã đen 45 và màu nâu 45. Đen 45, nâu 45, bộ này ít nhất cũng 80-90 ngàn, chứ không rẻ đâu mấy bà. Đen 45, cam 45 giùm em nha. Đen 45 chứ Thanh Tâm. Ui, con khoác này cao cấp quá mấy bà ơi. Trời ơi. Cho em xin mã khoác đen nha mọi người, 55k giùm em. Ôi ôi, hàng rất là xịn luôn á. Đen 55.000 nha mấy chế, hàng đen 55.000 giùm em. Đây, khóa áo nè mọi người, rất đẹp luôn, vải đen đẹp lắm. Đen 55k. Đen 55 chứ 55. Rồi xanh ghiêu 55, ở xanh ghiêu 45. Mã xanh ghiêu 45 giùm em. Ghiêu 45 nè mấy chế. Ghiêu 45 và vàng 45 giùm em nha mấy chế ơi. Vàng 45, ghiêu 45, cái màu vàng ở ngoài siêu đẹp luôn, lai chá quá. Lai giảm chá, giảm mang chá luôn. Rồi cái màu vàng ở ngoài rất đẹp nha. Logo thiêu giùm em. Logo thiêu giùm em nha mấy chế, cực kỳ xịn luôn. Đen, xanh lá 45 và vàng 45 giùm em. Xanh lá 45, vàng 45. Xanh lá 45, vàng 45 giùm em. Cái gì vậy? Con héo con chết rồi kìa. Cái héo gì? Con về. Rồi cho em xin mã là mã đen giùm em nha mọi người, 55.000 xét luôn. Trời ơi cái chất vải nè, găng nó mở răng số mọi người, rất là đẹp. Rồi đen giùm em nha, 55k xét. Mã đen 55.000, quần ống rộng giùm em. Trời ơi giờ tắt riêng cái quần mặt cũng xinh đó mọi người. Đen 55 giùm em nha. Xét đen 55. Comment mã giùm em là xét đen 55k. Xét đen 55.000 giùm em nha. Mã xếp nha, xếp đen 55 mới có được nha. Rồi cho em xin mã. Cho em xin mã là xếp trắng cao cấp nha mấy bà ơi. 60.000 giùm em xếp này. Rất đẹp luôn á, xếp trắng cao cấp giùm em nha, 60.000 xếp, vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Xếp trắng 60k. Xếp trắng 60k giùm em nha, đẹp ghê luôn á. Xếp trắng 60 giùm em. Trắng 60, mã trắng 60 giùm em nha, phơm đẹp cực kỳ. Xích trắng 60. Xích trắng 60, sơ hết thấy comment rồi mấy bà. Mấy bà ơi, sơ hết thấy comment của mấy bà rồi. Chia sẻ lại giùm em chứ không thấy comment. Rồi bỏ đuổi xốp cao cấp khoáng 180.000 luôn rồi mấy chơi. Xem luôn cho mọi người 65 nha. Xốp cam 65 giùm em. Mã cam 65. Cái này xốp Quảng Châu luôn á mấy bà, 65k nha. Xốp 65 giùm em nha mấy chế, đẹp lắm. Mã xốp 65 giùm em. Cái con này về đáng trăm mấy là chuyện bình thường luôn á, đẹp ghê. Cam 65 cho Lê Nhi.
Ôi, ê cái set này. Ê set này xinh không? Set này xịn lắm luôn mọi người. Ghiêu giùm em nha mọi người. Set này đẹp. Ê set này xịn lắm đó mấy bà. Ghiêu giùm em 60.000. Ê set này mặc thấy cưng lắm nè. Hàng 2 lớp luôn á mấy bà ơi. Ghiêu 60k giùm em. Rồi chốt mã ghiêu 60 giùm em nha. Ghiêu 60 giùm em cho chắc kim mộng. Kim mộng. Cái gì vậy? Cái gì à? Nấm em. Nấm nè nói. Không có thể hàng em vẫn mua được mà em. Chừng khi em lấy sĩ em phải cọc á. Rồi cho em xin mã nâu. Mã nâu giùm em 45k luôn. Chữ thiêu. Chữ dọc phòng anh nổi nha. Mã nâu 45.000 giùm em. Nâu 45k. Nâu 45 được hai con luôn, cái này mặc đôi được nè. Nâu 45 một cặp áo có 90.000 à mấy đà. Hà Hà có nâu 45 nè. 45.000 giùm em. Hoàng Thị Lệ có nâu 45 nè. Rồi cho em xin mã là đỏ xịn nha mấy chơi, 45k luôn. Trời ơi áo hung da ga luôn mấy chơi. Đỏ xịn 45.000 giùm em một con. Đỏ xịn 45 nha mấy bà ơi, có một con nè. Đỏ xịn 45 giùm em. Đỏ xịn 45 mấy bà. Đỏ xịn 45. Trời ơi cái quần này đẹp lắm nè mấy bà ơi. Comment mã lên em quần lửng mấy chế, quần lửng giùm em mấy chế 55.000. Vải của nó nè mọi người. Mặc đến đâu ôm đến đó, mặc xịn lắm luôn á. Nè coi dạng 4 chiều giùm em, chiều nào cũng được chứ. Chốt set này mặc cũng xinh nè mọi người. Áo đỏ quần legging dài giùm em nha. Áo 45 quần 45 luôn. Áo 45 quần 45 luôn. Rồi cho em xin mã dài luôn nha. Con này mã dài giùm em luôn 45k. Dài 45, mã dài 45.000. Mã dài 45 nha quần ôm. Mã dài giùm em 45k. Mã dài 45. Rồi cho chút thêm hàng vô ơi. Cho thêm hàng vô đó rồi. Cho chút thêm hàng thôi. Rồi cho em xin mã xếp đen. Xếp đen giùm em nha. 55k xếp luôn, xếp này siêu xinh. Set này siêu xinh luôn, quần ống rộng nữa nè. Quá đẹp, set đen 55k. Mã set đen nha, 55.000 giùm em. Chốt liền đi mấy chú ơi, hàng đẹp lắm. Set đen 55k giùm em nha. Đây, xuất sắc lắm luôn. Set đen 55.000 giùm em một set thôi, vải đẹp. Set đen 55k. Rồi cho em xin mã áo khoác xịn 55.000. Áo khoác xịn 55. Sweet tôi chưa có thôi. Áo khoác xịn 55.000 giùm em nha. Đây, đẹp chưa mấy bạn? Rất đẹp luôn á. Khoác xịn 55k giùm em nha. Ôi chắc rồi mấy bà ơi, đã ghê luôn. Khoác xịn 55.000 giùm em, mặc con khoác này mấy năm trời. Khoác xịn 55.000 giùm em nha, một con thôi. Khoác xịn 55.000. Cái này được hai vàng một cam 45k con áo bodysuit hàng cao cấp. Comment mã vàng 45. Cam 45 giùm em luôn. Vàng 45 cam 45 giùm em và màu ghiêu 45. Vàng 45 cam 45 ghiêu 45 giùm em. Hàng đẹp nha mấy bà. Đây, vải cực kỳ xịn luôn á. Vàng 45 ghiêu 45 cam 45. Vàng 45 ghiêu 45 cam 45 lên liền đi mấy chớ ơi. Vàng 45 ghiêu 45 cam 45 nha. Lên nhanh đi mọi người ơi, mọi người hàng đẹp lắm. Rồi cho em xin mã set trắng nha. Trời ơi cái set này siêu xinh luôn. Set trắng giùm em 60.000. Set này quá thì thấy cưng rồi. Thấy cưng lắm. Nè set trắng nha, 60 giùm em. Trắng 60k. Đó ở phía sau nó vậy nha mấy bạn. Đẹp. Set này 60, còn em mã set trắng 60. Được rồi, đeo rồi, được rồi, được rồi. Rồi set trắng 60 giùm em. Trắng 60 nha, chốt báo em liền nha mấy bà ơi. Trắng cho thanh tâm. Rồi cho em xin mã áo kiểu nâu 45.000 giùm em đi. Áo kiểu nâu 45k giùm em nha, đẹp lắm đó. Áo kiểu nâu 45.000. Áo kiểu đen 45 giùm em luôn. Áo kiểu nâu, áo kiểu đen 45k. Áo kiểu nâu, áo kiểu đen 45. Nâu cho Hoàng Thị Lệ. Còn đen, em còn đen. Rồi bộ ngủ giùm em 45, bộ ngủ mango 45k. Bộ ngủ 45 nha, comment mã là bộ ngủ 45.000. Bộ ngủ 45.000 nha.
Mã là bộ ngủ 45.000. Rồi cho em xin mã bộ ngủ. Bộ 45 cho Trần Thị Thanh Tâm. Bộ ngủ dài này 55.000 nha mấy bà. Bộ ngủ dài 55.000 em. Bộ ngủ này thấy cưng quá à. Hình con gấu là dễ thương luôn. Bộ ngủ dài 55.000. Ngủ 55.000 em nha, một bộ. Bộ ngủ 55.000 em. Ưng cái gì comment liền cho mấy chớ ơi, mỗi con cá nó con. Dài 55 nha. Dài 55 cho hàng đi. Rồi quần xịn 49.000 một con. Quần xịn giùm em 49.000 giùm em nha mấy chớ, hàng đẹp lắm. Quần xịn 49 giùm em nha một con à. Quần xịn 49 giùm em. Quần xịn 49k nha. Rồi cho em xin mã là màu ghiêu 45 giùm em, hàng không đẹp không bán luôn nha mấy bà. Trời ơi cái vải của nó đúng mê luôn, nhận hàng một lần là lần sau mấy bà sẽ mua tiếp. Vải đẹp lắm mà tìm không có đâu. Đây màu ghiêu giùm em 45k con, màu đỏ 45. Ghiêu 45 đỏ 45. Ghiêu 45 đỏ 45 giùm em nha. Ghiêu 45 đỏ mình trời chắc cái giản mà. Chắc xịn lắm luôn á. Rồi ghiêu 45 đỏ 45 giùm em luôn. Ghiêu 45 đỏ 45. Rồi bộ 45 giùm em luôn, bộ xanh lá 45k. Bộ ngủ nha mọi người, xanh lá 45 giùm em. Ghiêu 45 cho Anna Thiết. Rồi bộ xanh lá giùm em 45, bộ xanh lá. Bộ xanh lá giùm em 45k. Bộ xanh lá nha, 45 giùm em. Rồi cho em xin mã bộ lụa đi, 55.000, bộ lụa 55 giùm em nha. Mã là bộ lụa 55 giùm em. Bộ lụa nha mấy bà yêu ơi, 55k, bộ lụa 55 giùm em. Trời ơi, bộ này mọi người mua cũng trăm mấy, 120, 130 là rẻ. Bộ lụa 55. Bộ lụa 55 nha. Rồi, set xám giùm em luôn, 55k set xám. Bộ 55 cho Nhật Thanh. Áo nỉ quần legging giùm em nha mấy bà. Set xám 55k. Xám 55 gan set luôn. Set xám 55.000 giùm em nha. Tỉ lụa đi mấy bà ơi, lụa thoải mái luôn nha. Xét xám 55.000 em. Còn mấy mã xét xám 55 mua xét đó lời. Được một cái quần legging và một cái sweater nữa. Rồi cho em xin mã là bộ xanh lá 55k luôn. Xanh lá 55 nha. Xanh lá 55 nha mấy bà, chia sẻ lên giùm em với. Chia sẻ lên giùm em với mấy bà ơi. Xanh lá 55 giùm em một bộ. Cho em xin mã bộ xanh lá 55, bộ gấu dâu luôn á mấy bà. Hot lắm, xanh lá 55. Xanh lá 55 giùm em, phân đồ ra nha. Phân áo kiểu con phân xét ra nha. Xanh lá 55 cho Hoàng Thị Lệ. Cho em xin mã xét đen 55. Xét đen 55. Cho em xin mã là xét đen 55k giùm em nha mấy bà. Xét đen 55.000 giùm em, siêu đẹp luôn á. Xét đen 55k. Xếp đen 55.000. Xếp đen 55 giùm em. Rồi cho em xin mã thun xám xịn 45.000. Thun xám xịn 45k giùm em nha mấy chớ. Trời ơi cái hình ảnh của nó siêu ngầu siêu chắc luôn á. Thun xám xịn 45.000. Thun xám xịn 45k. Cho em xin mã bộ cam 55.000. Bộ cam 55k nha mấy bà yêu ơi. Bộ cam giùm em nha, 55k bộ. Bộ cam 55.000 giùm em. Mã là bộ cam 55k. Cho em xin mã là bộ cam sale 55.000. Bộ này không dưới 100.000 đâu mấy bà. Bộ cam 55. Bộ cam 55 giùm em. Cam 55 với hình trăng. Rồi bơm bơ 60.000 giùm em nha. Trời ơi bơm bơ cao cấp nè, hàng 200 mấy chục ngàn á. Rồi cho em xin mã bơm bơ 60k. Quá xuất sắc chưa. Bơm bơ 60.000 luôn nha. Bơm bơ 60 giùm em luôn nha. Đây tay rộng, tay phòng giùm em, phơm rộng dưới 65kg vừa. Bơm bơ 60.000. Mã bơm bơ 60. Bơm bơ 60. Sơ mi nhung giùm em 49k. Sơ mi nhung 49.000. Sơ mi nhung 49.000. Sơ mi nhung nha mấy bà ơi, 49k giùm em. Sơ mi nhung 49 giùm em. Sơ mi nhung 49. Bơm bơ đen 60.
Cho em xin mã bomber đen nha mọi người, 60 nghìn dùm em. Bomber đen 60k, góc xịn nha. Bomber đen dùm em 60. Sơ mi nhung dùm em 59 ngàn. Sơ mi nhung 59, bomber đen 60. Rồi ok mọi người, comment lấy gì comment liền dùm em nha mọi người, để mọt nha. Rồi ok mọi người ơi, ai có đơn inbox địa chỉ giùm em nha. Gấu dâu em hết, gấu dâu. Ôi cái áo này đẹp ghê luôn á. Có mức ngực nó lúc nãy mất hình mọi người, siêu hot luôn á. Cho em xin mã là áo kiểu đi, áo này 60 nghìn luôn trên line. Trên line bán 60 nghìn, mặc lên một phát là siêu 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 xịn liền á mấy bà. Vải rất là đẹp luôn. Cà rớt giùm em nha, 60 nghìn một con. Cà rớt 60 giùm em nha mấy bà ơi, hàng đẹp đó. Thật sự vải rất đẹp luôn. Cà rớt 60 giùm em nha. Rớt 60 giùm em. Rồi cam giùm em, cam giùm em nha mọi người, cam giùm em luôn 45k. Sơ mi 49 cho Hồng Nguyên. Rồi cho em xin mã cam 45.000 giùm em luôn. Thun cam 45 nha. Thun cam 45 giùm em nha. Thun cam 45. Mấy con thun hãng, thun hãng rất là xịn mọi người, vải rất đẹp luôn. Thun hồng 45. Thun hồng 45, thun cam 45. Mấy này mặc chúng quần legging rất là xinh. Thun hồng 45, thun cam 45. Thun nâu 45k. Thun nâu 45. Vải xịn hả? Vải xịn giả mang xịn luôn á. Hồng 45 hàng ni. Rồi hồng 45, cam 45. Sọc 45 giùm em ơi, con sọc này dễ thương quá hả mấy bạn. Sọc luôn nha, 45k con sọc này đẹp nha. Sọc 45 giùm em liền. Mã sọc 45. Ồ, mã len nè. Len 49 giùm em luôn đi. Trời ơi, vải len mấy chơi. Lâu lâu mới được mấy con hiếm này luôn. Cuối live tặng luôn cho mấy bà. Len 49 giùm em. Mã len 49 nha, đẹp ghê luôn đó bà. Len đi 49k. Len 49 nha. Len 49 giùm em. Mã len 49 giùm em nha. Rồi hết đó. Mã len 49 mấy cái kìa chưa chèm. Rồi ok mọi người lấy gì báo em liền để mọc nha mấy chớ ơi. Ok mọi người lấy gì comment liền để mọc nha. Rồi vậy nha mọi người, có đơn inbox địa chỉ giùm em nha, bye bye mọi người nha.